tha thứ, bao dung lỗi lầm của ai đó gây cho mình đôi khi thật sự khó khăn. Tuy nhiên, tha thứ chính là sự kết nối tình cảm giữa người với người, làm cho cuộc sống trở nên an lạc, giàu tình yêu thương, nhân ái. Tha thứ cũng là cách để tâm hồn chúng ta thanh thản, học cách tha thứ để giúp cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn. Đức Phật đã dạy rằng, tài sản quý giá nhất của đời người chính là lòng khoan dung. Những lời Phật dạy về sự tha thứ vô cùng sâu sắc, giúp chúng ta tự suy ngẫm lại bản thân và có cái nhìn tích cực hơn trong cuộc sống. Khi chúng ta bị ai đó làm tổn thương, bị phản bội, làm hại, thậm chí là nguy hiểm đến cả tính mạng, thì sự tha thứ chưa bao giờ là dễ dàng và có thể nói là việc không thể thực hiện được. Chỉ khi chúng ta tìm hiểu, tìm cách để tha thứ cho người khác, nếu không muốn giữ mãi trong lòng những nỗi uất hận và sợ hãi. Tha thứ là việc bỏ qua lỗi lầm của người khác. Tha thứ không phải là xóa đi những vết thương mà người khác gây ra cho mình, mà là cách để bản thân tự chữa lành những vết thương đó. Đức Phật nói rằng, giữ hận thù trong lòng cũng giống như uống thuốc độc và hy vọng người khác sẽ chết. Hận thù chỉ mang lại nhiều đau khổ hơn mà thôi. Chúng ta tha thứ cho người khác cũng chính là đang giúp chúng ta có một cuộc sống tốt đẹp, luôn nhìn về phía trước, nhìn về tương lai, hạnh phúc và có được sự bình an lâu dài. Có một câu chuyện rằng, một thiền sinh hỏi, thưa sư phụ, con đau khổ vì cha mẹ tàn nhẫn, người yêu ruồng bỏ, anh em phản bội, bạn bè phá hoại, không phải làm sao để hết oán hận và thù ghét đây? Vị sư phụ đáp, con ngồi xuống tĩnh tâm và tha thứ hết cho họ. Một thời gian sau, người đệ tử trở lại, con đã học được tha thứ cho họ, thật nhẹ cả người. Sư phụ đáp, chưa xong, con về tĩnh tâm mở hết lòng ra yêu thương họ. Người đệ tử gãi đầu, tha thứ cho họ đã quá khó, yêu thương họ thì thôi được, con sẽ làm. Một tuần sau, người đệ tử trở lại, mặt vui vẻ, khoe với sư phụ là đã làm được việc thương những người trước đây đã đối xử tệ bạc với mình. Sư phụ gật gù, tốt, giờ con về tĩnh tâm ghi ơn họ. Nếu không có họ đóng những vai trò đó thì con đâu có cơ hội tiến hóa tâm linh. Người đệ tử trở lại, lần này tin tưởng rằng mình đã học xong bài vở. Con đã học được và ghi ơn hết những người đã cho con cơ hội học được sự tha thứ. Sư phụ cười, vậy con về tĩnh tâm lại đi nhé. Họ đã đóng đúng vai trò của họ, chứ có lỗi làm gì mà tha thứ với không tha thứ. Phật dạy rằng, chỉ có sự tha thứ mới làm cho tâm hồn của ta thanh thản. Vì vậy, tha thứ là một bước vô cùng quan trọng để chúng ta có được sự an lạc trong tâm hồn cũng như trong cuộc sống. Hãy lắng nghe và suy ngẫm những lời Phật dạy về sự tha thứ. Đạo Phật nói rằng, có đau khổ thì mới có được an lạc. Chỉ khi trải qua đau khổ, chúng ta mới quý trọng những ngày tháng tươi đẹp. Chính những hoàn cảnh dẫn đến sự đau khổ thì chúng ta mới có cơ hội tăng trưởng trí tuệ và từ bi. Phật dạy rằng, cố chấp không tha thứ sẽ làm cho bản thân chúng ta đau khổ. Trong cuộc đời con người, ai cũng sẽ có những lúc làm lỗi, sẽ có những lúc vô tình làm tổn thương người khác. Chúng ta không nên oán trách, ghét bỏ hay cô lập họ, mà hãy cảm thông và tha thứ cho những lúc người khác sai lầm, để có thể tự tha thứ cho mình trong khi những sai lầm của mình gây ra. Một người nếu tự đáy lòng không thể tha thứ cho kẻ khác thì lòng họ sẽ không bao giờ thanh thản.
Nếu không thể buông bỏ những lỗi lầm mà người khác gây ra cho mình, thì cũng không thể buông bỏ được sự hận thù, đau khổ khỏi bản thân. Hận thù kéo theo đau khổ, và càng nhiều đau khổ thì ta lại càng dày dò quá khứ, càng nung nấu hận thù. Tha thứ cho người khác cũng như tha thứ cho bản thân mình là một bước quan trọng trong việc đạt tới sự an lạc và giác ngộ. Tha thứ là cách duy nhất để buông bỏ phiền não, là phúc khí lớn nhất của đời người. Trong đời người, kể từ khi sinh ra, sẽ phải gặp rất nhiều những việc không hài lòng, sẽ gặp phải những người không vừa mắt. Nếu bạn không học được cách tha thứ, sẽ làm cho bản thân rất đau khổ và sống rất mệt mỏi. Học thức, nhận thức và sự tu dưỡng của mọi người là khác nhau, nên cách đánh giá, nhìn nhận một sự việc cũng không giống nhau. Cho nên giữa người với người cho sự va chạm, cọ xát, sự mâu thuẫn cũng là điều bình thường. Tha thứ không có nghĩa là yếu đuối, nhu nhược, mà là tự đặt mình ở một tầm cao nhất định. Chúng ta từng hay trách móc người khác khi có chuyện xảy ra, mà ít khi tự trách mình. Bởi lẽ ai ai cũng tìm lý do biện hộ cho mình. Bạn có bao giờ trách người khác một cách nặng nề, ghét bỏ, hận thù, thậm chí không ngừng chỉ trích? Tha thứ là cách để thoát khỏi bế tắc, càng trách càng hận thù và đau khổ. Theo đạo Phật, tha thứ được xem là một bài tập nhằm ngăn ngừa những ý niệm có hại cho bản thân mình. Đạo Phật đã chỉ rõ những suy nghĩ tiêu cực như hận thù, ganh ghét, giận dữ có làm ảnh hưởng lớn và lâu đến nghiệp ý. Do vậy, mọi người đều phải tu dưỡng và nuôi dưỡng những ý niệm tốt đẹp từ bi. Đầu tiên, chúng ta phải hiểu khái niệm nhân quả là tâm điểm của lời Phật dạy. Tha thứ không phải là việc dễ dàng, nhưng nếu chúng ta biết đặt địa vị của mình vào người đó để cố gắng thấu hiểu, chỉ có như vậy chúng ta mới có thể cảm thông và tha thứ cho họ. Khi một người làm chúng ta tổn thương, làm chúng ta phải chịu những nỗi đau, nhưng cuối cùng thì chúng ta lại không trách họ, mà bỏ qua hết những chuyện đáng tiếc. Chúng ta nhận thức và trải qua nỗi đau bị tổn thương, nhưng vẫn sẵn lòng cho qua, tìm cách để thấu hiểu những hành động trước đây người khác đã gây ra cho mình. Đó chính là lòng từ bi. Nếu họ càng tỏ ra bất cần và không biết những lỗi, thì lại càng đáng thương hơn. Bởi không biết bao giờ họ mới tỉnh ngộ, để có thể cho mình một đời sống bình an và hạnh phúc lâu dài. Tha thứ là dòng suối nguồn tưới mát ngọn lửa hận thù đang thiêu cháy tâm can. Không thể mở rộng tấm lòng dung nạp người khác, khẳng định là bạn cũng không thể thành công trên đường đời. Tha thứ chính là tâm từ bi, thiện lương. Để có thể tha thứ cho người khác dễ dàng hơn, chúng ta nên nuôi dưỡng cho mình một tấm lòng lương thiện, bao dung. Hãy luôn tin rằng tha thứ chính là liều thuốc có thể chữa trị mọi vết thương, hận thù, đau khổ trong lòng, và để có được một cuộc sống thanh thản, an lạc. Hãy xả bỏ tất cả. 165. Hãy học cách xả bỏ mọi chuyện thế gian, đừng tìm cách chống lại chúng. Hãy vui với chúng. Hãy tìm cách điều động hay đối xử với chúng. Khi thân này bị bệnh và đau nhức, ta tìm kinh để tụng. Ta muốn kiểm soát và điều khiển thân này. Ta không muốn cơ thể này đau. Kinh trở thành một loại nghi lễ huyền bí, khiến chúng ta rối rắm thêm trong tham ái dính mắc. Đó là vì chúng ta tụng kinh để khử trừ bệnh tật, để được sống bền vững lâu dài. Thật ra, Đức Phật ban cho chúng ta giáo pháp là để chúng ta biết sự thật của cơ thể này. Nhờ thế chúng ta có thể xả bỏ nó.
nhưng chúng ta biến những lời dạy của Ngài thành kinh tụng để gia tăng thêm sự si mê của chúng ta. 166. Hãy tìm hiểu thân thể và tâm trí bạn, hãy bằng lòng với sự thanh đạm ít ỏi, đừng qua dính mắc vào giáo pháp, đừng nắm giữ hay nhảy bổ vào những cảm xúc của mình. 167. Nhiều người sợ bố thí, họ cảm thấy bị áp chế và bóc lột khi phải cho ra. Muốn trao dồi lòng từ thiện, bạn chỉ cần áp chế chính lòng tham muốn dính mắc của mình, chứ không ai áp chế bạn cả. Làm như thế thì bản chất thật sự của chúng ta sẽ tự chinh phục lấy chính nó để trở nên nhẹ nhàng và tự do hơn. 168. Nắm cục lửa hàng xóm trong tay, bạn sẽ bị bỏng. Nắm cục lửa nhà bạn, bạn cũng bị bỏng. Cả hai cục lửa đều nóng. Thế nên, đừng sờ vào những gì có thể làm bạn bỏng tay, dầu đó là thứ gì và ở đâu đi nữa. 169. Người ngoài có thể cho rằng chúng ta điên khùng khi thấy chúng ta sống trong rừng và ngồi chẳng khác nào những pho tượng đá như thế này. Thế nhưng, họ sống ra sao? Họ cười, họ khóc, và có lúc họ giết hại lẫn nhau vì quá tham lam và sân hận. Vậy thì ai điên khùng đây? 170. Thế vì dạy người khác, Ajahn Chah chỉ tạo hoàn cảnh và cơ hội đặc biệt để họ tự tìm hiểu chính mình. Ajahn Chah nói, những gì tôi hướng dẫn các bạn chỉ hiểu 15%, hoặc nếu đã làm nhà sư được 5 năm, thì có thể hiểu 5%. Một vị sư trẻ thưa rằng, như vậy con được 1% vì con mới tu được 1 năm. Ajahn Chah lắc đầu cười nói, không, 4 năm đầu con không được phần trăm nào cả. Đến năm thứ 5, con sẽ hiểu 5%. 171. Một người học trò của Ajahn Chah khi được hỏi rằng liệu nhà sư sẽ giữ bộ y suốt đời hay sẽ hoàn tục, vị sư học trò trả lời rằng, thưa thầy, con thấy rất khó để nói đến điều đó, mặc dù không hề nghĩ đến chuyện hoàn tục. Nhưng thật ra con cũng chẳng hề quyết định sẽ giữ mãi chiếc y này cho đến lúc chết. Sau khi nhìn vào bên trong mình, vị sư trẻ nói, dường như tâm con chẳng có nghĩa lý gì cả. Ajahn Chah bèn trả lời, tâm chẳng có nghĩa lý gì cả, đó chính là giáo pháp. 172. Có người hỏi Ajahn Chah rằng, tại sao một xứ Phật giáo như Thái Lan lại có nhiều tội phạm hình sự? Ajahn Chah trả lời, người nào làm những điều bất thiện, người đó không phải là Phật tử. Họ làm những công việc của họ chẳng liên quan gì đến Phật giáo. Đức Phật chẳng bao giờ dạy họ làm những điều như thế. 173. Có người hỏi Ajahn Chah rằng, Ngài có phải là một vị A-la-hán không? Ajahn Chah trả lời, tôi như cây cổ thụ đầy lá, hoa và trái. Chim chóc tới ăn và làm tổ trong cây đó, nhưng cây cổ thụ không hiểu gì về thân phận của nó. Nó cứ sống tự nhiên như vậy thôi. Nó sao thì nó vậy. 174. Hỏi, tôi có thể quan sát tham lam và sân hận, nhưng làm thế nào để kiểm soát si mê? Đáp, bạn như người đang cưỡi ngựa mà lại hỏi con ngựa đâu. 175.
Một số người chỉ do đức tin mà trở thành nhà sư, nhưng lại gặp khó khăn trong khi sống trong giáo pháp, thực hành giáo pháp. Họ không hiểu rõ chính mình. Hiện nay rất ít người thật sự thực hành giáo pháp vì có quá nhiều chướng ngại phải vượt qua. Nhưng nếu chúng không tốt, hãy để cho chúng chết. Nếu chúng không chết, hãy làm cho chúng tốt. 176. Bạn bảo rằng bạn yêu người yêu 100%. Được, hãy mổ xẻ cơ thể người ấy ra để xem thử bạn còn yêu được bao nhiêu phần trăm. Hoặc nếu bạn quá thương nhớ khi cô ta xa bạn, thì tại sao bạn không bảo cô ta gửi cho bạn một bộ phận của cô ta? Mỗi khi bạn nhớ cô ta thì hãy dở bộ phận ra ngửi. Ghê tởm chưa? Đó là cái mà bạn yêu thương đấy. Cái gì làm cho tim bạn đập như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực mỗi khi bạn gặp một cô gái hấp dẫn hay ngửi thấy mùi nước hoa của cô ta? Sức mạnh nào vậy? Nó kéo hút bạn, nhưng bạn buông xuôi, không hề chống lại. Cuối cùng, bạn phải trả một giá rất đắt. Bạn hiểu chứ? 177. Một hôm, Asancha muốn dọn một khúc cây lớn bị gãy và đang nằm choáng đường. Asancha cùng người học trò, mỗi người một đầu khiêng khúc cây dứt đi. Trong khi nâng khúc cây lên, Asancha hỏi, nặng không? Sau khi đã dứt khúc cây vào bên đường, Asancha hỏi, bây giờ có còn nặng không? Đó là cách mà Asancha dạy cho học trò tìm thấy giáo pháp trong mọi lời nói và tác động hàng ngày. Trong trường hợp này, Asancha chỉ cho thấy lợi ích của sự xả bỏ. 178. Một người học trò của Asancha trong lúc rút dây cắm máy thâu băng ra khỏi ổ điện, sự ý nắm vào chốt điện và bị giật nên vội vàng buông bỏ dây ra. Asancha không bỏ lỡ cơ hội dạy giáo pháp, bèn nói, ồ, sao con có thể buông bỏ một cách dễ dàng như vậy? Ai dạy con đó? 179. Một số nhà sư Tây Phương đã tổ chức một ngày Giáng sinh đặc biệt với một buổi lễ tặng quà và làm phước. Một số thiện tín thắc mắc tại sao Phật giáo lại tổ chức lễ Giáng sinh Thiên Chúa giáo. Asancha giải thích, thân tâm mọi người đều có cùng bản chất như nhau, tất cả đều phải sinh ra, đều phải già, đều phải chết. Khi bạn hiểu được điều đó thì sự khác biệt không còn quan trọng nữa. Bất kỳ cái gì giúp chúng ta thấy rõ chân lý, giúp chúng ta làm điều tốt đẹp đều là lối thực hành đúng. Có thể gọi đây là ngày gì cũng được. Tại sao không thể gọi đây là ngày Thiên Chúa Phật Pháp? Ai thực hành đúng thì họ đã thực hành Phật Đà Thiên Chúa giáo, và mọi chuyện đều tốt đẹp. Hãy loại bỏ mọi luyến ái dính mắc vào những sự chế định của thế gian để nhìn thấy mọi diễn biến của sự vật một cách chính xác và tự nhiên. 180. Trong thời gian người Lào và Campuchia đổ xô vào Thái Lan tị nạn, nhiều cơ quan từ thiện tổ chức thăm viếng giúp đỡ. Một số nhà sư Tây Phương cảm thấy ái ngại khi ngồi trong rừng sâu hành thiền, trong khi các tổ chức tôn giáo khác đang hăng hái làm việc. Họ bèn đến gặp Asancha để bày tỏ mối quan tâm của mình. Asancha nói, giúp đỡ mọi người trong các trại tị nạn là việc làm tốt đẹp. Đó là bổn phận tự nhiên của chúng ta. Nhưng muốn cứu người khác thì trước hết mình phải sáng suốt, không bị mê mờ. Nhiều người có thể đến trại tị nạn
để phân phát quần áo chăn mền, nhưng ít ai có thể ngồi yên trong rừng để tìm hiểu tâm mình. Bao lâu chúng ta còn chưa biết cung cấp thức ăn và quần áo cho tâm người khác, thì thế gian này vẫn còn người tị nạn. 181. Sau khi lắng nghe một đệ tử đọc tâm kinh Bát Nhã, Ajahn Chah nói: không có không, cũng không có Bồ Tát. Rồi hỏi tiếp: kinh này từ đâu đến? Người học trò trả lời: thưa thầy, theo con nghĩ thì do Đức Phật thuyết. Ajahn Chah nói: không có Phật. Kinh này nói về trí tuệ thâm sâu vượt mọi điều kiện của thế gian. Nhưng nếu không dùng những điều kiện của thế gian, làm sao mà nói đây? Có phải thế không? 182. Muốn trở thành thánh nhân, ta phải thay đổi cho đến khi chỉ còn cái thân trơ. Tâm hoàn toàn đổi thay, nhưng thân dường như luôn luôn có mặt, giận nóng lạnh đau nhức và bệnh hoạn. Thế nhưng nhờ tâm đã biến đổi nên nó nhìn sinh già đau chết dưới ánh sáng chân lý. 183. Có người hỏi Ajahn Chah về sự giác ngộ. Ajahn Chah trả lời: giác ngộ chẳng có gì khó hiểu, chỉ lột vỏ chuối ra bỏ vào miệng là bạn sẽ biết ngay hương vị của nó. Bạn phải thực hành để tự mình chứng ngộ, và bạn cần phải kiên trì. Nếu thành đạo dễ dàng thì mọi người đã làm rồi. Tôi bắt đầu vào chùa từ lúc 8 tuổi và trở thành một nhà sư đã hơn 40 năm. Còn bạn thì chỉ muốn hành thiền 1-2 đêm thôi để đi thẳng đến Niết Bàn. Đâu phải chỉ cần ngồi xuống là tức khắc giác ngộ. Không phải chỉ cần một người nào đó gõ vào đầu bạn một cái là bạn thành đạo ngay. Bạn không cần phải hoàn toàn đắc đạo mới có thể hướng dẫn người khác. Chỉ cần thành thật với họ và nói cho họ những gì bạn biết từ chính tâm bạn. Hãy nói cho người ta biết những gì trong khả năng của bạn. Đừng giả vờ như có thể nhấc được tảng đá to, trong khi bạn chỉ có thể nhấc tảng đá nhỏ. Người ta sẽ không cảm thấy khó chịu nếu biết bạn đang thực hành và đang làm việc. Thế rồi cuối cùng bạn có thể nhấc được tảng đá to. 184. Đường lối của thế gian là làm việc gì cũng kỳ vọng để được đền đáp trở lại. Nhưng trong Phật giáo, chúng ta làm mà không cần sự đền đáp. Tuy nhiên, nếu chẳng muốn gì cả thì sẽ được cái gì? Chẳng được gì cả. Những gì chúng ta có được chỉ là nguyên nhân của sự đau khổ mà thôi. Như vậy, thực hành để chẳng được gì cả, nhưng tâm bình an tĩnh lặng là được rồi. 185. Đức Phật dạy chúng ta hãy buông bỏ tất cả những gì có bản chất tạm bợ, không vững bền. Nếu buông bỏ, bạn sẽ thấy chân lý. Nếu không buông bỏ, bạn sẽ không thấy rõ sự thật. Chỉ có vậy thôi. Và khi trí tuệ khai mở rồi thì nhìn đâu bạn cũng thấy chân lý. 186. Một cái tâm trống không không có nghĩa là chẳng có gì trong đó cả. Nó không có phiền não, nhưng nó có đầy trí tuệ. 187. Người ta chẳng chịu suy nghiệm về sự già, đau, chết. Họ chỉ muốn nói đến không già, không đau, không chết. Thế nên họ chẳng bao giờ hưởng được hương vị của giáo pháp. 188. Nhiều người nghĩ rằng hạnh phúc là đạt được những gì mình yêu, mình thích, và chỉ muốn mọi người nói đến những gì mình yêu thích thôi. Phải chăng đó là cách bạn tìm hạnh phúc?
mong muốn rằng trên toàn thế giới, nơi đâu bạn cũng chỉ nghe người ta nói đến những điều bạn yêu, bạn thích. Điều đó có thể được chăng? Tìm hạnh phúc bằng phương cách đó thì bao giờ mới tìm được? 189. Cỏ hoa, cây cối, núi rừng, vân vân sống theo đường lối riêng của chúng. Chúng mọc lên, chúng chết đi cũng theo bản chất riêng của chúng. Chúng sống một cách tự nhiên, vô tri, vô giác, trơ trơ bất động. Chúng ta thì khác, chúng ta quấy động mọi thứ. Nhưng cơ thể chúng ta cũng chỉ đi theo đường lối tự nhiên, sinh ra, trưởng thành và cuối cùng là chết. Đường lối tự nhiên của cơ thể con người là vậy. Ai mong muốn cơ thể đi theo đường lối khác, kẻ đó sẽ đau khổ. 190. Đừng nghĩ rằng học nhiều, biết nhiều là hiểu giáo pháp. Đó chẳng khác nào nói rằng bạn thấy mọi vật do bạn có mắt, hoặc bạn nghe mọi vật do bạn có tai. Bạn có thể thấy nhưng không thấy trọn vẹn. Bạn chỉ thấy với con mắt bên ngoài mà không thấy bằng con mắt bên trong. Bạn nghe bằng tai bên ngoài mà không nghe bằng tai bên trong. 191. Đức Phật dạy chúng ta dứt bỏ mọi hình thức bất thiện và dung bồi giới hạnh. Đó là chánh đạo. Bằng cách này, Đức Phật đã đặt chúng ta vào chỗ khởi đầu của con đường. Khi đã ở trên con đường rồi, thì có đi hay không là tùy ở ta. Nhiệm vụ của Phật như thế là xong. Ngài chỉ cho chúng ta con đường. Đây là con đường đúng đắn, và đây là con đường sai lầm. Như vậy là đủ rồi, chuyện còn lại là ở ta. 192. Phải tự mình thấy giáo pháp. Tự mình ở đây có nghĩa là tự mình thực hành. Bạn chỉ có thể dựa vào thầy 50% mà thôi. Ngay cả giáo pháp tôi hướng dẫn cho bạn cũng chỉ là những lời nói suông, vô ích. Nếu bạn tin những điều đó với lý do là do tôi nói, thì bạn cũng chẳng sử dụng những lời dạy của giáo pháp một cách thích nghi. Nếu bạn hoàn toàn tin tưởng nơi tôi, thì bạn thật là điên rồ. Hãy lắng nghe giáo pháp, thấy được lợi ích của giáo pháp, rồi tự mình đem ra thực hành để thấy giáo pháp trong chính bạn. Điều đó mới thật có lợi ích lớn lao. 193. Đôi lúc, trong khi đang kinh hành, thấy trời sắp chuyển cơn mưa nhẹ, tôi đã muốn bỏ việc kinh hành để đi vào phòng. Nhưng khi nhớ nghĩ đến thời gian tôi làm việc đồng ruộng, quần tôi bị ướt đêm hôm trước, nhưng tôi phải mặc lại lúc trời chưa sáng, rồi bước xuống nhà sàn dẫn trâu rời chuồng. Tôi phải cầm dây dính đầy phân dẫn trâu ra khỏi nơi lầy lội bùng sình. Thì đã yên đâu, trâu dãy đuôi dính đầy phân bẩn đập vào người tôi. Mặc dù chân cẳng nhức nhối, nhưng tôi phải dẫn trâu đi. Tôi thầm nghĩ, đời sao khổ thế này. Bây giờ chỉ một chút mưa nhỏ mà tôi lại đành bỏ sự kinh hành hay sao? Sự suy nghĩ này đã khích lệ tôi trong việc thực hành giáo pháp. 194. Tôi chẳng biết phải nói như thế nào đây. Tôi nói đến những cái cần phải làm và những cái cần phải dứt bỏ. Nhưng chẳng có cái gì để làm và chẳng có cái gì để dứt bỏ. Mời gọi. Những điều tôi nói nãy giờ chỉ đơn thuần là những lời nói thôi. Ai đến gặp tôi sẽ có chuyện để nói với họ. Nhưng tốt nhất là chẳng nên nói nhiều về những điều này. Việc thực hành quan trọng hơn. Hãy bắt tay vào việc thực hành, đừng chần chờ gì nữa. Tôi chẳng khác nào một người bạn tốt mời bạn đi đến một nơi nào đó. Đừng do dự nữa,
hãy lên đường, bạn sẽ không bao giờ ân hận đâu. Một thiền sinh Zen hỏi Ajahn-cha: Sư bao nhiêu tuổi? Sư sống ở đây quanh năm suốt tháng phải không? Ajahn-cha trả lời: Tôi không sống ở đâu hết. Ông không kiếm ra tôi ở đâu hết. Muốn có tuổi tác thì phải hiện hữu, mà nghĩ rằng mình hiện hữu là chuốc lấy rắc rối rồi. Chúng ta không tạo ra vấn đề thì thế giới cũng không có rắc rối. Đừng tạo ra cái tự ngã, chẳng có gì đáng nói thêm nữa hết. Hồi hướng: Nguyện cho tất cả chúng sanh cùng chia trọn vẹn phước lành này đây. Nguyện cho tất cả từ đây luôn luôn an lạc, duyên may mọi miền. Nguyện xin chư vị lòng thiên, trên trời dưới đất oai thiên phép màu, đồng chia công đức dày sâu, hộ trì Phật Pháp bền lâu muôn đời. Văn phòng Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Việt, số 1355, Hoàng Sa, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa Diệu Pháp, số 72, xuyệt 14, Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại số 028-3620-8438. Website diệupháp-am.net. Kênh YouTube youtube.com/diệupháp-am. Vô thường 44. Các pháp trên thế gian hiện hữu qua sự thay đổi, bạn không thể chống lại hay ngăn cản chúng. Hãy nghĩ xem, bạn có thể thở vào mà đừng thở ra được không? Làm như vậy có cảm thấy thoải mái không? Hoặc thở ra mà đừng thở vào sẽ như thế nào? Chúng ta không muốn chuyện đổi thay, nhưng sự vật không ngừng thay đổi. 45. Nếu biết rằng mọi chuyện đều đổi thay thì bạn còn băn khoăn, thắc mắc, suy nghĩ mông lung gì nữa? Bất kỳ chuyện gì xảy ra, bạn chỉ cần tự nhủ: À, lại một chuyện nữa, vậy thôi. 46. Lời nói bỏ qua sự vô thường không phải lời nói của kẻ trí. 47. Nếu bạn thấy rõ ràng sự đổi thay thì bạn sẽ thấy được sự không thay đổi. Sự không đổi thay ở đây là sự vật không thể nào không thay đổi. Nếu hiểu được rằng chỉ có sự đổi thay là không bao giờ thay đổi thì bạn hiểu được Đức Phật, và bạn có thể tôn trọng, cúng dường Ngài một cách đúng đắn. 48. Nếu tâm bạn nói rằng bạn đã đắc quả Thánh Thứ Nhất, hãy đến đảnh lễ Bậc Thánh Thứ Nhất. Ngài sẽ nói cho bạn biết rằng tất cả đều không vững bền. Nếu bạn gặp Bậc Thánh Thứ Hai, hãy đến đảnh lễ. Ngài sẽ nói cho bạn biết rằng tất cả không có gì chắc chắn. Nếu bạn gặp Bậc Thánh Thứ Ba,
hãy đến đảnh lễ. Ngài chỉ nói không vững bền. Nếu bạn gặp bậc thánh thứ tư, hãy đến đảnh lễ. Ngài sẽ nói cho bạn biết rằng tất cả hoàn toàn không vững bền. Bạn sẽ nghe từ các bậc thánh rằng tất cả đều không vững bền, đừng dính mắc vào bất cứ cái gì. 49. Thỉnh thoảng tôi đi thăm những chùa tháp cổ, một vài nơi bị đổ dở. Có thể một trong những người bạn tôi sẽ than: thật đáng tiếc. Tôi trả lời rằng, nếu không có sự đổ dở thì chẳng có Đức Phật, chẳng có giáo pháp. Nó đổ dở như thế vì nó hoàn toàn phù hợp với những lời Phật dạy. 50. Mọi sự trên thế gian đều đi theo đường lối tự nhiên. Không có khoa học nào có thể cản trở bước đi của chúng. Bạn có thể đến nha sĩ để chăm sóc răng, nhưng dầu nha sĩ có săn sóc răng bạn kỹ lưỡng thế nào đi nữa, cuối cùng chúng cũng đi theo đường lối của chúng. Ngay cả nha sĩ cũng bị hư răng. Mọi vật rốt cuộc rồi cũng tan rã cả. 51. Cái gì chắc chắn bền vững đây? Chẳng có gì ngoài đau khổ. Đau khổ đến và đi, hạnh phúc lại thay chỗ cho đau khổ, cứ thế mãi. Ngoài chuyện đó ra, chẳng có gì nữa cả. Nhưng chúng ta là những kẻ lạc đường, không ngừng chạy theo và nắm bắt dục lạc. Dục lạc không thật đâu, chỉ là sự thay đổi thôi. Nghiệp. 52. Người không hiểu giáo pháp khi làm điều quấy, họ thường nhìn quanh để xem có ai thấy không. Nhưng nghiệp của chúng ta luôn luôn theo dõi ta, không thể nào thoát quả của nghiệp. 53. Hành động tốt đem lại quả tốt, hành động xấu đem lại quả xấu. Đừng kỳ vọng thánh thần chư thiên, những kẻ khuất mày khuất mặt sẽ bảo vệ bạn. Cũng đừng tin tưởng ngày tốt ngày xấu, đó là những điều không thật. Bạn sẽ luôn luôn đợi chờ ngày tốt, giờ tốt, tháng tốt, năm tốt, vị thần này, vị thánh nọ. Tin tưởng vào những điều đó chỉ đem lại đau khổ cho bạn mà thôi. Hãy nhìn vào hành động và lời nói của bạn, nhìn vào nghiệp của bạn. Làm lành, bạn sẽ gặt quả vui. Làm ác, bạn sẽ mang quả khổ. 54. Thực hành một cách đúng đắn, bạn sẽ làm cho nghiệp cũ mất đi. Mọi chuyện đến rồi đi, sinh rồi diệt. Bạn hãy ý thức và để chúng diễn biến theo đường lối của chúng. Cũng như có hai cội cây, nếu bạn bón phân và tưới nước cho cội cây này và bỏ mặc cội cây kia, thì bạn khỏi cần băn khoăn khi nhìn thấy một cội cây tốt tươi và một cội cây còm cõi. 55. Một số các bạn hàng ngàn dặm từ Âu Mỹ hay các xứ xa xăm đến thiền viện Papong này để học hỏi giáo pháp. Các bạn phải trải qua nhiều khó khăn để đến được nơi này. Trong khi đó, có những người ở cách thiền viện chỉ một bức tường mà không hề bước chân vào cổng. Thử nghĩ xem, các bạn có nghiệp tốt biết bao. 56. Làm việc gì xấu, bạn không thể trốn đi đâu được. Dầu không ai thấy bạn đi nữa, bạn cũng tự thấy mình. Có trốn xuống hố sâu, bạn cũng thấy mình ở đó. Không có cách nào trốn thoát các nghiệp đã tạo. Cũng vậy, tại sao bạn không thấy được sự ô nhiễm của mình? Bạn thấy tất cả an tịnh, dao động, giải thoát, phiền não. Bạn tự thấy tất cả. Hành thiền.
57. Hãy bắt tay vào việc hành thiền, đừng đi lanh quanh đợi chờ gặp vị Phật tương lai nữa. Bạn đã đi lanh quanh đủ rồi. 58. Tôi nghe có người than phiền: ôi, năm nay là năm rất xấu đối với tôi. Sao vậy? Tôi đào suốt năm, tôi chẳng hành thiền được gì cả. Ồ, nếu họ không hành thiền khi cái chết gần kề thì họ hành thiền lúc nào? Nếu cảm thấy khỏe khoắn thoải mái, bạn có nghĩ rằng họ sẽ hành thiền không? Không, họ chỉ lạc lối trong hạnh phúc. Nếu họ đau khổ, họ vẫn không hành thiền, họ cũng lạc lối trong đau khổ luôn. Tôi chẳng biết đến lúc nào họ mới nghĩ rằng họ phải hành thiền. 59. Tôi đã quy định thời biểu và nội quy của trường thiền rồi, khỏi cần phải thay đổi nữa. Người nào muốn thay đổi, người đó không có chủ ý đến đây để hành thiền. Người như vậy thì làm sao kỳ vọng thấy được điều gì? Dầu họ có luôn luôn nằm ngủ cạnh tôi đi nữa, cũng chẳng hề thấy tôi. Dầu họ có ngủ cạnh Đức Phật đi nữa, họ cũng chẳng hề thấy Phật nếu họ không hành thiền. 60. Đừng nghĩ rằng chỉ cần ngồi nhắm mắt là hành thiền. Nếu nghĩ như vậy thì hãy gấp rút thay đổi tư tưởng đó đi. Hành thiền đều đặn là giữ chánh niệm trong mọi lúc, dầu đang đứng, đang đi, đang ngồi hay đang nằm. Sau giờ ngồi thiền, đừng nghĩ rằng bạn đã xả thiền. Phải biết rằng đó chỉ là sự thay đổi tư thế thôi. Nếu được như vậy, bạn sẽ có bình an thật sự. Dầu đang ở đâu, bạn cũng phải luôn luôn sống trong thiền, luôn luôn giữ tâm chánh niệm. 61. Dầu máu cạn, thịt khô, chỉ còn da bọc lấy xương, vân vân, ta sẽ không rời khỏi nơi này nếu không đắc đạo. Đọc câu kinh này, bạn nghĩ rằng bạn phải tận lực cố gắng, bạn phải làm giống như Đức Phật. Nhưng bạn quên nghĩ rằng xe bạn quá nhỏ và xe Phật rất là to lớn. Dưới chiếc xe nhỏ bé như vậy thì làm sao chỉ trong một lần bạn có thể chở hết tất cả? Phật là một chuyện mà bạn là một chuyện khác. 62. Tôi đi khắp nơi để tìm chỗ hành thiền. Tôi chẳng biết rằng nó nằm sẵn tại đây trong tâm tôi. Thiền nằm ngay trong bạn. Sinh, già, đau, chết nằm ngay trong bạn chứ chẳng ở đâu xa. Tôi đi khắp mọi nơi cho đến khi mệt lả muốn đứt hơi, lúc ấy mới chịu dừng. Và khi dừng, tôi nhận ra rằng cái mà tôi đi tìm nằm ngay trong tôi. 63. Không phải hành thiền để thấy thiên đường, mà để chấm dứt đau khổ. 64. Đừng dính mắc vào hình ảnh hay ánh sáng trong lúc thiền. Đừng lên xuống theo chúng. Bộ thấy ánh sáng trong lúc thiền vĩ đại lắm sao? Cái đèn bấm của tôi cũng có ánh sáng vậy. Ánh sáng hay hình ảnh trong tâm, trong lúc hành thiền, không giúp chúng ta chấm dứt phiền não. 65. Không hành thiền thì bạn chẳng khác nào kẻ mù và điếc. Không phải dễ dàng thấy giáo pháp đâu. Bạn phải hành thiền để thấy những gì bạn chưa từng thấy. Không phải mới sinh ra bạn đã là thầy giáo ngay. Bạn phải đi học và làm học trò trước. Bạn chỉ thấy được vị chua của chanh khi bạn nếm chanh. 66. Khi hành thiền, nếu có tư tưởng nào đến, hãy nói: đó không phải là việc của ta. 67. Khi cảm thấy làm biếng
ta phải hành thiền. Không phải chỉ những lúc cảm thấy đầy năng lực hay thoải mái mới hành thiền. Đó là thực hành theo lời Phật dạy. Chúng ta chỉ chịu hành thiền khi cảm thấy thoải mái, nhưng phải đi đâu để tìm sự thoải mái? Muốn cắt đứt tham ái mà bạn lại thực hành theo tham ái vậy sao? 68. Phải luôn luôn quan sát chính mình trong khi làm bất kỳ việc gì. Chỉ đọc sách thôi thì không khởi sinh được gì cả. Ngày ngày trôi qua nhưng chúng ta chẳng nhìn thấy được chính mình. Người biết hành thiền là người thực sự nỗ lực hành thiền để biết. 69. Có nhiều cách hành thiền, nhưng tất cả đều trở về chỗ. Hãy để mọi sự tự nhiên, thoát ra ngoài chiến trường, đặt chân đến nơi an lành mát mẻ. Tại sao không thử xem? Bạn có dám không? 70. Chỉ nghĩ đến hành thiền mà không hành thì chẳng khác nào thả mồi bắt bóng, bỏ cái thực để lấy cái mơ hồ giả tạo. 71. Khi mới hành thiền được vài năm, tôi vẫn còn chưa tự tin. Sau khi có nhiều kinh nghiệm, tôi biết tin vào tâm tôi. Khi bạn có sự hiểu biết sâu xa như thế này, thì bất kỳ chuyện gì xảy ra, bạn có thể để chúng tự nhiên và mọi chuyện chỉ đến rồi đi thôi. Bạn sẽ đạt đến một nơi tâm bạn sẽ biết phải làm gì. 72. Dính mắc vào sự an tịnh còn tệ hại hơn là dao động bất an. Bởi vì ít ra bạn còn muốn thoát khỏi dao động, trong khi đó bạn hài lòng với an tịnh và không tiến xa hơn. Khi hành thiền mà tâm an lạc tĩnh lặng thì hãy thản nhiên tiếp tục việc hành thiền mà đừng dính mắc vào chúng. 73. Hành thiền là quán sát tâm và các cảm giác của tâm. Không có chuyện chạy theo hay tranh đấu gì cả. Hơi thở vẫn tiếp tục trong khi bạn làm việc. Thiên nhiên lo mọi chuyện của thiên nhiên. Việc của chúng ta là nỗ lực chánh niệm nhìn vào bên trong để ý thức một cách rõ ràng. Thiền là vậy. 74. Không hành thiền đúng đắn thì tâm sẽ lan bạc dao động. Tâm lan bạc dao động thì chẳng khác nào đã chết. Tự hỏi xem thử, bạn có đủ thì giờ để hành thiền khi bạn sắp chết không? Hãy thường xuyên tự hỏi, khi nào ta chết? Thực hành theo cách này, tâm bạn sẽ tỉnh thức trong mọi lúc. Ý thức luôn luôn có mặt và chánh niệm tự động theo sau. Trí tuệ phát sinh, nhìn thấy sự vật như thực và rất rõ ràng. Chánh niệm trong chừng canh giữ tâm, giúp tâm biết được các cảm giác khởi sinh trong mọi lúc, ngày cũng như đêm. Có chánh niệm là có an tịnh tĩnh lặng và tự chủ. 75. Điều căn bản trước tiên trong việc hành thiền là phải thành thật và nghiêm túc. Thứ hai là thận trọng, đề phòng các hành động sai. Thứ ba là phải ít mong cầu và biết đủ. Nếu biết tri túc trong lời nói và trong mọi chuyện thì sẽ thấy được chính mình. Tâm sẽ không còn lang thang vô định mà có căn bản, giới, định và huệ. 76. Thoạt đầu bạn vội vã đi tới, vội vã đi lui và vội vã dừng lại. Bạn tiếp tục hành thiền như thế cho đến khi bạn đến một chỗ, ở đó dường như đi đến cũng không đúng, đi lui cũng không đúng, dừng lại một chỗ cũng không đúng. Thế là chậm dứt. Không có dừng, không có đi, không có về. Thế là chậm dứt.
ngay chỗ đó, bạn sẽ thấy chẳng có gì cả. 77. Nên nhớ là bạn hành thiền không phải để đạt được một cái gì, cũng không phải để loại trừ một cái gì. Không phải hành thiền với tham ái mà với xả bỏ. Nếu bạn muốn điều gì thì bạn đã đi ra ngoài thiền. 78. Cốt tủy của đạo thật giản dị, không cần phải giải thích dông dài. Loại bỏ yêu ghét và để mọi sự tự nhiên, đó là những điều tôi thực hành trong việc tu tập của tôi. 79. Hỏi sai chứng tỏ bạn vẫn còn hoài nghi. Việc hành thiền chỉ tốt đẹp khi nào nó giúp ích cho việc quán sát của bạn. Nhưng thấy chân lý hay không tùy thuộc ở sự thực hành của bạn. 80. Thực hành là học cách xả bỏ, chứ không phải để gia tăng sự dính mắc. Giác ngộ sẽ đến khi bạn chấm dứt ham muốn. 81. Nếu bạn có đủ thì giờ để chánh niệm, bạn có đủ thì giờ để hành thiền. 82. Hỏi: khi hành thiền, nếu có nhiều chuyện lạ diễn ra trong tâm thì nên tìm hiểu chúng hay chỉ ghi nhận sự đến đi của chúng? Trả lời: thấy một người đi ngang qua. Nếu đó là người lạ, bạn sẽ tự hỏi: ai vậy? Hắn đi đâu? Làm gì? Nếu đó là người quen, bạn chỉ cần ghi nhận sự đi ngang qua của hắn mà thôi. 83. Mong ước trong lúc hành thiền có thể là bạn hay kẻ thù. Nếu là bạn, nó sẽ khiến ta muốn hành thiền, muốn tìm hiểu, muốn chấm dứt khổ đau. Nếu là kẻ thù, nó sẽ khiến ta mong ước những gì chưa xảy ra, muốn đối tượng của mình có được những gì mà chính đối tượng đó không có. Nhưng cuối cùng, chúng ta phải xả bỏ mọi mong ước, ngay cả mong ước giác ngộ mới giải thoát được. 84. Hỏi: có cần phải trình pháp hàng ngày không? Trả lời: hãy tự xem xét tâm mình, tự trình pháp cho mình. Một vị sư có thể hôm nay đang nóng giận hoặc tham muốn điều gì, vị sư đó có thể chẳng cần đến hỏi tôi điều này, phải không? 85. Cơ thể ta là tập hợp của tứ đại. Chúng ta dùng sự chế định để mô tả sự vật, nhưng chúng ta lại dính mắc vào sự chế định và xem chúng là cái gì thực có. Như người và vật được đặt tên chẳng hạn. Bây giờ chúng ta thử trở về với thời kỳ trước khi mọi vật được đặt tên, và gọi đàn ông là đàn bà và đàn bà là đàn ông, thì có gì khác biệt đâu. Hay nhưng bây giờ đã dính mắc vào tên và sự chế định rồi, nên chúng ta có chiến tranh về giới tính và các loại chiến tranh khác. Hành thiền là nhìn xuyên thấu tất cả những điều này để có thể đạt đến chỗ vô điều kiện và bình an, không chiến tranh, không hận thù. 87. Nhiều người trở thành nhà sư vì có đức tin, nhưng về sau họ dẫm đạp lên những lời dạy của Đức Phật. Họ có kiến thức sâu rộng hơn, nhưng họ không chịu thực hành. Thật vậy, ngày nay có rất ít người thật sự thực hành. 88. Lý thuyết và thực hành. Cái đầu là biết tên thuốc, và cái sau là biết đi tìm thuốc và uống thuốc. 89. Âm thanh. Bạn thích tiếng chim hót nhưng ghét tiếng xe chạy. Bạn sợ chốn đông người và tiếng động, và bạn muốn sống trong rừng một mình. Hãy bỏ đi tiếng động và hãy chăm sóc trẻ thơ. Trẻ thơ ở đây
là sự thực hành. 90. Một chú Tân Sa Di hỏi rằng, thiền sinh mới phải hành thiền như thế nào? Ajahn Chah trả lời, giống như thiền sinh cũ. Vậy thiền sinh cũ hành thiền như thế nào? Vẫn giữ như vậy. 91. Người ta bảo rằng những lời dạy của Đức Phật rất đúng, nhưng khó áp dụng trong xã hội. Chẳng hạn như họ nói, tôi còn trẻ, không có cơ hội hành thiền, khi già tôi sẽ hành thiền. Bạn có thể nói rằng, bây giờ còn trẻ, tôi chẳng có thì giờ để ăn, khi tôi già tôi sẽ ăn không? Nếu dúi vào bạn một khúc lửa đỏ, bạn sẽ nhảy dựng lên. Đúng vậy, nhưng vì sống trong xã hội này nên bạn không thể tránh được nó. 92. Giới, định, huệ là cốt tủy của việc thực hành trong Phật giáo. Giới giữ cho thân khẩu trong sạch, và thân là chỗ cư ngụ của tâm. Như vậy, trong việc thực hành phải có đầy đủ giới, định, huệ. Giống như một khúc gỗ được cắt làm ba phần, nhưng thật ra cũng chỉ là một khúc gỗ thôi. Không thể dứt thân khẩu đi, cũng không thể dứt tâm đi. Chúng ta phải thực hành với cả thân và tâm. Như vậy, giới, định, huệ là một tập hợp hài hòa cùng nhau làm việc. 3. Tha thứ, bao dung lỗi lầm của ai đó gây cho mình đôi khi thật sự khó khăn. Tuy nhiên, tha thứ chính là sự kết nối tình cảm giữa người với người, làm cho cuộc sống trở nên an lạc, giàu tình yêu thương, nhân ái. Tha thứ cũng là cách để tâm hồn chúng ta thanh thản. Học cách tha thứ để giúp cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn. Đức Phật đã dạy rằng, tài sản quý giá nhất của đời người chính là lòng khoan dung. Những lời Phật dạy về sự tha thứ vô cùng sâu sắc, giúp chúng ta tự suy ngẫm lại bản thân và có cái nhìn tích cực hơn trong cuộc sống. Khi chúng ta bị ai đó làm tổn thương, bị phản bội, làm hại, thậm chí là nguy hiểm đến cả tính mạng, thì sự tha thứ chưa bao giờ là dễ dàng và có thể nói là việc không thể thực hiện được. Chỉ khi chúng ta tìm hiểu, tìm cách để tha thứ cho người khác, nếu không muốn giữ mãi trong lòng những nỗi uất hận và sợ hãi. Tha thứ là việc bỏ qua lỗi lầm của người khác. Tha thứ không phải là xóa đi những vết thương mà người khác gây ra cho mình, mà là cách để bản thân tự chữa lành những vết thương đó. Đức Phật nói rằng, giữ hận thù trong lòng cũng giống như uống thuốc độc và hy vọng người khác sẽ chết. Hận thù chỉ mang lại nhiều đau khổ hơn mà thôi. Chúng ta tha thứ cho người khác cũng chính là đang giúp chúng ta có một cuộc sống tốt đẹp, luôn nhìn về phía trước, nhìn về tương lai, hạnh phúc và có được sự bình an lâu dài. Có một câu chuyện rằng, một thiền sinh hỏi, thưa sư phụ, con đau khổ vì cha mẹ tàn nhẫn, người yêu ruồng bỏ, anh em phản bội, bạn bè phá hoại, không phải làm sao để hết oán hận và thù ghét đây? Vị sư phụ đáp, con ngồi xuống tĩnh tâm và tha thứ hết cho họ. Một thời gian sau, người đệ tử trở lại, con đã học được tha thứ cho họ, thật nhẹ cả người. Sư phụ đáp, chưa xong, con về tĩnh tâm mở hết lòng ra yêu thương họ. Người đệ tử gãi đầu, tha thứ cho họ đã quá khó, yêu thương họ thì thôi được, con sẽ làm. Một tuần sau, người đệ tử trở lại, mặt vui vẻ, khoe với sư phụ
là đã làm được việc thương những người trước đây đã đối xử tệ bạc với mình. Sư phụ gật gù. Tốt, giờ con về tĩnh tâm ghi ơn họ. Nếu không có họ đóng những vai trò đó thì con đâu có cơ hội tiến hóa tâm linh. Người đệ tử trở lại, lần này tin tưởng rằng mình đã học xong bài vở. Con đã học được và ghi ơn hết những người đã cho con cơ hội học được sự tha thứ. Sư phụ cười. Vậy con về tĩnh tâm lại đi nhé. Họ đã đóng đúng vai trò của họ, chứ có lỗi làm gì mà tha thứ với không tha thứ. Phật dạy rằng chỉ có sự tha thứ mới làm cho tâm hồn của ta thanh thản. Vì vậy, tha thứ là một bước vô cùng quan trọng để chúng ta có được sự an lạc trong tâm hồn cũng như trong cuộc sống. Hãy lắng nghe và suy ngẫm những lời Phật dạy về sự tha thứ. Đạo Phật nói rằng, có đau khổ thì mới có được an lạc. Chỉ khi trải qua đau khổ, chúng ta mới quý trọng những ngày tháng tươi đẹp. Chính những hoàn cảnh dẫn đến sự đau khổ thì chúng ta mới có cơ hội tăng trưởng trí tuệ và từ bi. Phật dạy rằng, cố chấp không tha thứ sẽ làm cho bản thân chúng ta đau khổ. Trong cuộc đời con người, ai cũng sẽ có những lúc lầm lỗi, sẽ có những lúc vô tình làm tổn thương người khác. Chúng ta không nên oán trách, ghét bỏ hay cô lập họ, mà hãy cảm thông và tha thứ cho những lúc người khác sai lầm, để có thể tự tha thứ cho mình trong khi những sai lầm của mình gây ra. Một người nếu tự đáy lòng không thể tha thứ cho kẻ khác thì lòng họ sẽ không bao giờ thanh thản. Nếu không thể buông bỏ những lỗi lầm mà người khác gây ra cho mình thì cũng không thể buông bỏ được sự hận thù, đau khổ khỏi bản thân. Hận thù kéo theo đau khổ, và càng nhiều đau khổ thì ta lại càng dày dò quá khứ, càng nung nấu hận thù. Tha thứ cho người khác cũng như tha thứ cho bản thân mình là một bước quan trọng trong việc đạt tới sự an lạc và giác ngộ. Tha thứ là cách duy nhất để buông bỏ phiền não, là phúc khí lớn nhất của đời người. Trong đời người, kể từ khi sinh ra, sẽ phải gặp rất nhiều những việc không hài lòng, sẽ gặp phải những người không vừa mắt. Nếu bạn không học được cách tha thứ, sẽ làm cho bản thân rất đau khổ và sống rất mệt mỏi. Học thức, nhận thức và sự tu dưỡng của mọi người là khác nhau, nên cách đánh giá, nhìn nhận một sự việc cũng không giống nhau. Cho nên giữa người với người cho sự va chạm, cọ xát, sự mâu thuẫn cũng là điều bình thường. Tha thứ không có nghĩa là yếu đuối, nhu nhược, mà là tự đặt mình ở một tầm cao nhất định. Chúng ta từng hay trách móc người khác khi có chuyện xảy ra, mà ít khi tự trách mình. Bởi lẽ ai ai cũng tìm lý do biện hộ cho mình. Bạn có bao giờ trách người khác một cách nặng nề, ghét bỏ, hận thù, thậm chí không ngừng chỉ trích? Tha thứ là cách để thoát khỏi bế tắc. Càng trách, càng hận thù và đau khổ. Theo đạo Phật, tha thứ được xem là một bài tập nhằm ngăn ngừa những ý niệm có hại cho bản thân mình. Đạo Phật đã chỉ rõ những suy nghĩ tiêu cực như hận thù, ganh ghét, giận dữ có làm ảnh hưởng lớn và lâu đến nghiệp ý. Do vậy, mọi người đều phải tu dưỡng và nuôi dưỡng những ý niệm tốt đẹp từ bi. Đầu tiên, chúng ta phải hiểu khái niệm nhân quả là tâm điểm của lời Phật dạy. Tha thứ không phải là việc dễ dàng, nhưng nếu chúng ta biết đặt địa vị của mình vào người đó để cố gắng thấu hiểu, chỉ có như vậy chúng ta mới có thể cảm thông và tha thứ cho họ. Khi một người làm chúng ta tổn thương, làm chúng ta phải chịu những nỗi đau, nhưng cuối cùng thì chúng ta lại không trách họ mà bỏ qua hết những chuyện đáng tiếc. Chúng ta nhận thức và trải qua nỗi đau bị tổn thương, nhưng vẫn sẵn lòng cho qua, tìm cách để thấu hiểu những hành động trước đây người khác đã gây ra cho mình.
đó chính là lòng từ bi. Nếu họ càng tỏ ra bất cần và không biết nhận lỗi thì lại càng đáng thương hơn. Bởi không biết bao giờ họ mới tỉnh ngộ để có thể cho mình một đời sống bình an và hạnh phúc lâu dài. Tha thứ là dòng suối nguồn tưới mát ngọn lửa hận thù đang thiêu cháy tâm can. Không thể mở rộng tấm lòng dung nạp người khác, khẳng định là bạn cũng không thể thành công trên đường đời. Tha thứ chính là tâm từ bi, thiện lương. Để có thể tha thứ cho người khác dễ dàng hơn, chúng ta nên nuôi dưỡng cho mình một tấm lòng lương thiện, bao dung. Hãy luôn tin rằng tha thứ chính là liều thuốc có thể chữa trị mọi vết thương, hận thù, đau khổ trong lòng, và để có được một cuộc sống thanh thản, an lạc. Hãy xả bỏ tất cả. 165. Hãy học cách xả bỏ mọi chuyện thế gian, đừng tìm cách chống lại chúng. Hãy vui với chúng. Hãy tìm cách điều động hay đối xử với chúng. Khi thân này bị bệnh và đau nhức, ta tìm kinh để tụng. Ta muốn kiểm soát và điều khiển thân này. Ta không muốn cơ thể này đau. Kinh trở thành một loại nghi lễ huyền bí, khiến chúng ta rối rắm thêm trong tham ái dính mắc. Đó là gì? Chúng ta tụng kinh để khử trừ bệnh tật, để được sống bền vững lâu dài. Thật ra, Đức Phật ban cho chúng ta giáo pháp là để chúng ta biết sự thật của cơ thể này, nhờ thế chúng ta có thể xả bỏ nó. Nhưng chúng ta biến những lời dạy của Ngài thành kinh tụng để gia tăng thêm sự si mê của chúng ta. 166. Hãy tìm hiểu thân thể và tâm trí bạn. Hãy bằng lòng với sự thanh đạm ít ỏi, đừng quá dính mắc vào giáo pháp. Đừng nắm giữ hay nhảy bổ vào những cảm xúc của mình. 167. Nhiều người sợ bố thí, họ cảm thấy bị áp chế và bóc lột khi phải cho ra. Muốn trao dồi lòng từ thiện, bạn chỉ cần áp chế chính lòng tham muốn, dính mắc của mình, chứ không ai áp chế bạn cả. Làm như thế thì bản chất thật sự của chúng ta sẽ tự chinh phục lấy chính nó để trở nên nhẹ nhàng và tự do hơn. 168. Nắm cục lửa hàng xóm trong tay, bạn sẽ bị bỏng. Nắm cục lửa nhà bạn, bạn cũng bị bỏng. Cả hai cục lửa đều nóng. Thế nên đừng sờ vào những gì có thể làm bạn bỏng tay, dầu đó là thứ gì và ở đâu đi nữa. 169. Người ngoài có thể cho rằng chúng ta điên khùng khi thấy chúng ta sống trong rừng và ngồi chẳng khác nào những pho tượng đá như thế này. Thế nhưng họ sống ra sao? Họ cười, họ khóc, và có lúc họ giết hại lẫn nhau vì quá tham lam và sân hận. Vậy thì ai điên khùng đây? 170. Thay vì dạy người khác, Ajahn Chah chỉ tạo hoàn cảnh và cơ hội đặc biệt để họ tự tìm hiểu chính mình. Ajahn Chah nói, những gì tôi hướng dẫn các bạn chỉ hiểu 15%, hoặc nếu đã làm nhà sư được 5 năm thì có thể hiểu 5%. Một vị sư trẻ thưa rằng, như vậy con được 1% vì con mới tu được 1 năm. Ajahn Chah lắc đầu cười nói, không, 4 năm đầu con không được phần trăm nào cả. Đến năm thứ 5 con sẽ hiểu 5%. 171. Một người học trò của Ajahn Chah khi được hỏi rằng liệu nhà sư sẽ giữ bộ y suốt đời hay sẽ hoàn tục,
vị sư học trò trả lời rằng: Thưa thầy, con thấy rất khó để nói đến điều đó, mặc dù không hề nghĩ đến chuyện hoàn tục. Nhưng thật ra con cũng chẳng hề quyết định sẽ giữ mãi chiếc y này cho đến lúc chết. Sau khi nhìn vào bên trong mình, vị sư trẻ nói: Dường như tâm con chẳng có nghĩa lý gì cả. Ajahn-chah bèn trả lời: Tâm chẳng có nghĩa lý gì cả, đó chính là giáo pháp. 172. Có người hỏi Ajahn-chah rằng: Tại sao một xứ Phật giáo như Thái Lan lại có nhiều tội phạm hình sự? Ajahn-chah trả lời: Người nào làm những điều bất thiện, người đó không phải là Phật tử. Họ làm những công việc của họ chẳng liên quan gì đến Phật giáo. Đức Phật chẳng bao giờ dạy họ làm những điều như thế. 173. Có người hỏi Ajahn-chah rằng: Ngài có phải là một vị A-la-hán không? Ajahn-chah trả lời: Tôi như cây cổ thụ đầy lá, hoa và trái. Chim chóc tới ăn và làm tổ trong cây đó, nhưng cây cổ thụ không hiểu gì về thân phận của nó. Nó cứ sống tự nhiên như vậy thôi. Nó sao thì nó vậy. 174. Hỏi: Tôi có thể quan sát tham lam và sân hận, nhưng làm thế nào để kiểm soát suy mê? Đáp: Bạn như người đang cưỡi ngựa mà lại hỏi con ngựa đâu. 175. Một số người chỉ do đức tin mà trở thành nhà sư, nhưng lại gặp khó khăn trong khi sống trong giáo pháp, thực hành giáo pháp. Họ không hiểu rõ chính mình. Hiện nay rất ít người thật sự thực hành giáo pháp vì có quá nhiều chướng ngại phải vượt qua. Nhưng nếu chúng không tốt, hãy để cho chúng chết. Nếu chúng không chết, hãy làm cho chúng tốt. 176. Bạn bảo rằng bạn yêu người yêu 100%. Được, hãy mổ xẻ cơ thể người ấy ra để xem thử bạn còn yêu được bao nhiêu phần trăm. Hoặc nếu bạn quá thương nhớ khi cô ta xa bạn, thì tại sao bạn không bảo cô ta gửi cho bạn một bộ phận của cô ta? Mỗi khi bạn nhớ cô ta thì hãy dở bộ phận ra ngửi. Ghê tởm chưa? Đó là cái mà bạn yêu thương đấy. Cái gì làm cho tim bạn đập như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực mỗi khi bạn gặp một cô gái hấp dẫn hay ngửi thấy mùi nước hoa của cô ta? Sức mạnh nào vậy? Nó kéo hút bạn, nhưng bạn buông xuôi, không hề chống lại. Cuối cùng, bạn phải trả một giá rất đắt. Bạn hiểu chứ? 177. Một hôm, Ajahn-chah muốn dọn một khúc cây lớn bị gãy và đang nằm choáng đường. Ajahn-chah cùng người học trò, mỗi người một đầu khiêng khúc cây dứt đi. Trong khi nâng khúc cây lên, Ajahn-chah hỏi: Nặng không? Sau khi đã dứt khúc cây vào bên đường, Ajahn-chah hỏi: Bây giờ có còn nặng không? Đó là cách mà Ajahn-chah dạy cho học trò tìm thấy giáo pháp trong mọi lời nói và tác động hàng ngày. Trong trường hợp này, Ajahn-chah chỉ cho thấy lợi ích của sự xả bỏ. 178. Một người học trò của Ajahn-chah trong lúc rút dây cắm máy thâu băng ra khỏi ổ điện, sự ý nắm vào chốt điện và bị giật, nên vội vàng buông bỏ dây ra. Ajahn-chah không bỏ lỡ cơ hội dạy giáo pháp, bèn nói: Ồ, sao con có thể buông bỏ một cách dễ dàng như vậy? Ai dạy con đó? 179.
một số nhà sư Tây Phương đã tổ chức một ngày Giáng sinh đặc biệt với một buổi lễ tặng quà và làm phước. Một số thiện tín thắc mắc tại sao Phật giáo lại tổ chức lễ Giáng sinh Thiên Chúa giáo. Ajahn Chah giải thích: thân tâm mọi người đều có cùng bản chất như nhau, tất cả đều phải sinh ra, đều phải già, đều phải chết. Khi bạn hiểu được điều đó thì sự khác biệt không còn quan trọng nữa. Bất kỳ cái gì giúp chúng ta thấy rõ chân lý, giúp chúng ta làm điều tốt đẹp đều là lối thực hành đúng. Có thể gọi đây là ngày gì cũng được. Tại sao không thể gọi đây là ngày Thiên Chúa Phật Pháp? Ai thực hành đúng thì họ đã thực hành Phật Đà Thiên Chúa giáo, và mọi chuyện đều tốt đẹp. Hãy loại bỏ mọi luyến ái dính mắc vào những sự chế định của thế gian để nhìn thấy mọi diễn biến của sự vật một cách chính xác và tự nhiên. 180. Trong thời gian người Lào và Campuchia đổ xô vào Thái Lan tị nạn, nhiều cơ quan từ thiện tổ chức thăm viếng giúp đỡ. Một số nhà sư Tây Phương cảm thấy ái ngại khi ngồi trong rừng sâu hành thiền, trong khi các tổ chức tôn giáo khác đang hăng hái làm việc. Họ bèn đến gặp Ajahn Chah để bày tỏ mối quan tâm của mình. Ajahn Chah nói: giúp đỡ mọi người trong các trại tị nạn là việc làm tốt đẹp. Đó là bổn phận tự nhiên của chúng ta. Nhưng muốn cứu người khác thì trước hết mình phải sáng suốt, không bị mê mờ. Nhiều người có thể đến trại tị nạn để phân phát quần áo chăn mền, nhưng ít ai có thể ngồi yên trong rừng để tìm hiểu tâm mình. Bao lâu chúng ta còn chưa biết cung cấp thức ăn và quần áo cho tâm người khác thì thế gian này vẫn còn người tị nạn. 181. Sau khi lắng nghe một đệ tử đọc tâm kinh Bát Nhã, Ajahn Chah nói: không có không, cũng không có Bồ Tát. Rồi hỏi tiếp: kinh này từ đâu đến? Người học trò trả lời: thưa thầy, theo con nghĩ thì do Đức Phật thuyết. Ajahn Chah nói: không có Phật. Kinh này nói về trí tuệ thâm sâu vượt mọi điều kiện của thế gian. Nhưng nếu không dùng những điều kiện của thế gian, làm sao mà nói đây? Có phải thế không? 182. Muốn trở thành thánh nhân, ta phải thay đổi cho đến khi chỉ còn cái thân trơ. Tâm hoàn toàn đổi thay, nhưng thân dường như luôn luôn có mặt, giận nóng lạnh đau nhức và bệnh hoạn. Thế nhưng nhờ tâm đã biến đổi nên nó nhìn sinh già đau chết dưới ánh sáng chân lý. 183. Có người hỏi Ajahn Chah về sự giác ngộ. Ajahn Chah trả lời: giác ngộ chẳng có gì khó hiểu, chỉ lột vỏ chuối ra bỏ vào miệng là bạn sẽ biết ngay hương vị của nó. Bạn phải thực hành để tự mình chứng ngộ, và bạn cần phải kiên trì. Nếu thành đạo dễ dàng thì mọi người đã làm rồi. Tôi bắt đầu vào chùa từ lúc 8 tuổi và trở thành một nhà sư đã hơn 40 năm. Còn bạn thì chỉ muốn hành thiền 1-2 đêm thôi để đi thẳng đến Niết Bàn. Đâu phải chỉ cần ngồi xuống là tức khắc giác ngộ. Không phải chỉ cần một người nào đó gõ vào đầu bạn một cái là bạn thành đạo ngay. Bạn không cần phải hoàn toàn đắc đạo mới có thể hướng dẫn người khác. Chỉ cần thành thật với họ và nói cho họ những gì bạn biết từ chính tâm bạn. Hãy nói cho người ta biết những gì trong khả năng của bạn. Đừng giả vờ như có thể nhấc được tảng đá to, trong khi
bạn chỉ có thể nhấc tảng đá nhỏ. Người ta sẽ không cảm thấy khó chịu nếu biết bạn đang thực hành và đang làm việc. Thế rồi cuối cùng bạn có thể nhấc được tảng đá to. 184. Đường lối của thế gian là làm việc gì cũng kỳ vọng để được đền đáp trở lại. Nhưng trong Phật giáo, chúng ta làm mà không cần sự đền đáp. Tuy nhiên, nếu chẳng muốn gì cả, thì sẽ được cái gì? Chẳng được gì cả. Những gì chúng ta có được chỉ là nguyên nhân của sự đau khổ mà thôi. Như vậy, thực hành để chẳng được gì cả, nhưng tâm bình an tĩnh lặng là được rồi. 185. Đức Phật dạy chúng ta hãy buông bỏ tất cả những gì có bản chất tạm bợ, không vững bền. Nếu buông bỏ, bạn sẽ thấy chân lý. Nếu không buông bỏ, bạn sẽ không thấy rõ sự thật. Chỉ có vậy thôi. Và khi trí tuệ khai mở rồi, thì nhìn đâu bạn cũng thấy chân lý. 186. Một cái tâm trống không không có nghĩa là chẳng có gì trong đó cả. Nó không có phiền não, nhưng nó có đầy trí tuệ. 187. Người ta chẳng chịu suy nghiệm về sự già, đau, chết. Họ chỉ muốn nói đến không già, không đau, không chết. Thế nên họ chẳng bao giờ hưởng được hương vị của giáo pháp. 188. Nhiều người nghĩ rằng hạnh phúc là đạt được những gì mình yêu, mình thích, và chỉ muốn mọi người nói đến những gì mình yêu thích thôi. Phải chăng đó là cách bạn tìm hạnh phúc, mong muốn rằng trên toàn thế giới, nơi đâu bạn cũng chỉ nghe người ta nói đến những điều bạn yêu, bạn thích? Điều đó có thể được chăng? Tìm hạnh phúc bằng phương cách đó thì bao giờ mới tìm được? 189. Cỏ hoa, cây cối, núi rừng, vân vân sống theo đường lối riêng của chúng. Chúng mọc lên, chúng chết đi cũng theo bản chất riêng của chúng. Chúng sống một cách tự nhiên, vô tri, vô giác, trơ trơ bất động. Chúng ta thì khác, chúng ta quấy động mọi thứ. Nhưng cơ thể chúng ta cũng chỉ đi theo đường lối tự nhiên, sinh ra, trưởng thành và cuối cùng là chết. Đường lối tự nhiên của cơ thể con người là vậy. Ai mong muốn cơ thể đi theo đường lối khác, kẻ đó sẽ đau khổ. 190. Đừng nghĩ rằng học nhiều, biết nhiều là hiểu giáo pháp. Đó chẳng khác nào nói rằng bạn thấy mọi vật do bạn có mắt, hoặc bạn nghe mọi vật do bạn có tai. Bạn có thể thấy nhưng không thấy trọn vẹn. Bạn chỉ thấy với con mắt bên ngoài mà không thấy bằng con mắt bên trong. Bạn nghe bằng tai bên ngoài mà không nghe bằng tai bên trong. 191. Đức Phật dạy chúng ta dứt bỏ mọi hình thức bất thiện và dung bồi giới hạnh. Đó là chánh đạo. Bằng cách này, Đức Phật đã đặt chúng ta vào chỗ khởi đầu của con đường. Khi đã ở trên con đường rồi, thì có đi hay không là tùy ở ta. Nhiệm vụ của Phật như thế là xong. Ngài chỉ cho chúng ta con đường. Đây là con đường đúng đắn, và đây là con đường sai lầm. Như vậy là đủ rồi, chuyện còn lại là ở ta. 192. Phải tự mình thấy giáo pháp. Tự mình ở đây có nghĩa là tự mình thực hành. Bạn chỉ có thể dựa vào thầy 50% mà thôi. Ngay cả giáo pháp tôi hướng dẫn cho bạn cũng chỉ là những lời nói suông, vô ích. Nếu bạn tin những điều đó với lý do là do tôi nói, thì bạn cũng chẳng sử dụng những lời dạy của giáo pháp một cách thích nghi. Nếu bạn hoàn toàn tin tưởng nơi tôi thì bạn thật là điên rồ. Hãy lắng nghe giáo pháp, thấy được lợi ích của giáo pháp
rồi tự mình đem ra thực hành để thi giáo pháp trong chính bạn. Điều đó mới thật có lợi ích lớn lao. 193. Đôi lúc trong khi đang kinh hành, thấy trời sắp chuyển cơn mưa nhẹ, tôi đã muốn bỏ việc kinh hành để đi vào phòng. Nhưng khi nhớ nghĩ đến thời gian tôi làm việc đồng ruộng, quần tôi bị ướt đêm hôm trước, nhưng tôi phải mặc lại lúc trời chưa sáng, rồi bước xuống nhà sàn dẫn trâu rời chuồng. Tôi phải cầm dây dính đầy phân dẫn trâu ra khỏi nơi lầy lội bùng sình. Thì đã yên đâu, trâu dãy đuôi dính đầy phân bẩn đập vào người tôi. Mặc dù chân cẳng nhức nhối, nhưng tôi phải dẫn trâu đi. Tôi thầm nghĩ, đời sao khổ thế này. Bây giờ chỉ một chút mưa nhỏ mà tôi lại đành bỏ sự kinh hành hay sao? Sự suy nghĩ này đã khích lệ tôi trong việc thực hành giáo pháp. 194. Tôi chẳng biết phải nói như thế nào đây. Tôi nói đến những cái cần phải làm và những cái cần phải dứt bỏ. Nhưng chẳng có cái gì để làm và chẳng có cái gì để dứt bỏ. Mời gọi. Những điều tôi nói nãy giờ chỉ đơn thuần là những lời nói thôi. Ai đến gặp tôi sẽ có chuyện để nói với họ. Nhưng tốt nhất là chẳng nên nói nhiều về những điều này. Việc thực hành quan trọng hơn. Hãy bắt tay vào việc thực hành, đừng chần chờ gì nữa. Tôi chẳng khác nào một người bạn tốt mời bạn đi đến một nơi nào đó. Đừng do dự nữa, hãy lên đường. Bạn sẽ không bao giờ ân hận đâu. Một thiền sinh Zen hỏi Ajahn Chah: Sư bao nhiêu tuổi? Sư sống ở đây quanh năm suốt tháng phải không? Ajahn Chah trả lời: Tôi không sống ở đâu hết. Ông không kiếm ra tôi ở đâu hết. Muốn có tuổi tác thì phải hiện hữu, mà nghĩ rằng mình hiện hữu là chuốc lấy rắc rối rồi. Chúng ta không tạo ra vấn đề thì thế giới cũng không có rắc rối. Đừng tạo ra cái tự ngã, chẳng có gì đáng nói thêm nữa hết. Hồi hướng. Nguyện cho tất cả chúng sanh cùng chia trọn vẹn phước lành này đây. Nguyện cho tất cả từ đây luôn luôn an lạc, duyên may mọi miền. Nguyện xin chư vị lòng thiên, trên trời dưới đất oai thiên phép màu, đồng chia công đức dày sâu, hộ trì Phật pháp bền lâu muôn đời. Văn phòng Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Việt, số 1355 Hoàng Sa, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa Diệu Pháp, số 72 / 14, Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại số 028-3620-8438. Website diệupháp-âm.net. Kênh YouTube youtube.com/diệupháp-âm. Thank you.
vô thường. 44. Các pháp trên thế gian hiện hữu qua sự thay đổi, bạn không thể chống lại hay ngăn cản chúng. Hãy nghĩ xem, bạn có thể thở vào mà đừng thở ra được không? Làm như vậy có cảm thấy thoải mái không? Hoặc thở ra mà đừng thở vào sẽ như thế nào? Chúng ta không muốn chuyện đổi thay, nhưng sự vật không ngừng thay đổi. 45. Nếu biết rằng mọi chuyện đều đổi thay thì bạn còn băn khoăn, thắc mắc, suy nghĩ mông lung gì nữa? Bất kỳ chuyện gì xảy ra, bạn chỉ cần tự nhủ: à, lại một chuyện nữa, vậy thôi. 46. Lời nói bỏ qua sự vô thường không phải lời nói của kẻ trí. 47. Nếu bạn thấy rõ ràng sự đổi thay thì bạn sẽ thấy được sự không thay đổi. Sự không đổi thay ở đây là sự vật không thể nào không thay đổi. Nếu hiểu được rằng chỉ có sự đổi thay là không bao giờ thay đổi thì bạn hiểu được Đức Phật, và bạn có thể tôn trọng, cúng dường Ngài một cách đúng đắn. 48. Nếu tâm bạn nói rằng bạn đã đắc quả thánh thứ nhất, hãy đến đảnh lễ bậc thánh thứ nhất. Ngài sẽ nói cho bạn biết rằng tất cả đều không vững bền. Nếu bạn gặp bậc thánh thứ hai, hãy đến đảnh lễ. Ngài sẽ nói cho bạn biết rằng tất cả không có gì chắc chắn. Nếu bạn gặp bậc thánh thứ ba, hãy đến đảnh lễ. Ngài chỉ nói không vững bền. Nếu bạn gặp bậc thánh thứ tư, hãy đến đảnh lễ. Ngài sẽ nói cho bạn biết rằng tất cả hoàn toàn không vững bền. Bạn sẽ nghe từ các bậc thánh rằng tất cả đều không vững bền, đừng dính mắc vào bất cứ cái gì. 49. Thỉnh thoảng tôi đi thăm những chùa tháp cổ, một vài nơi bị đổ dở. Có thể một trong những người bạn tôi sẽ than: thật đáng tiếc. Tôi trả lời rằng: nếu không có sự đổ dở thì chẳng có Đức Phật, chẳng có giáo pháp. Nó đổ dở như thế vì nó hoàn toàn phù hợp với những lời Phật dạy. 50. Mọi sự trên thế gian đều đi theo đường lối tự nhiên. Không có khoa học nào có thể cản trở bước đi của chúng. Bạn có thể đến nha sĩ để chăm sóc răng, nhưng dầu nha sĩ có săn sóc răng bạn kỹ lưỡng thế nào đi nữa, cuối cùng chúng cũng đi theo đường lối của chúng. Ngay cả nha sĩ cũng bị hư răng. Mọi vật rốt cuộc rồi cũng tan rã cả. 51. Cái gì chắc chắn bền vững đây? Chẳng có gì ngoài đau khổ. Đau khổ đến và đi, hạnh phúc lại thay chỗ cho đau khổ, cứ thế mãi. Ngoài chuyện đó ra, chẳng có gì nữa cả. Nhưng chúng ta là những kẻ lạc đường, không ngừng chạy theo và nắm bắt dục lạc. Dục lạc không thật đâu, chỉ là sự thay đổi thôi. Nghiệp. 52. Người không hiểu giáo pháp khi làm điều quấy, họ thường nhìn quanh để xem có ai thấy không. Nhưng nghiệp của chúng ta luôn luôn theo dõi ta, không thể nào thoát quả của nghiệp. 53. Hành động tốt đem lại quả tốt, hành động xấu đem lại quả xấu. Đừng kỳ vọng thánh thần chư thiên, những kẻ khuất mày khuất mặt sẽ bảo vệ bạn. Cũng đừng tin tưởng ngày tốt ngày xấu, đó là những điều không thật. Bạn sẽ luôn luôn đợi chờ ngày tốt, giờ tốt, tháng tốt, năm tốt, vị thần này, vị thánh nọ.
Tin tưởng vào những điều đó chỉ đem lại đau khổ cho bạn mà thôi. Hãy nhìn vào hành động và lời nói của bạn, nhìn vào nghiệp của bạn. Làm lành, bạn sẽ gặt quả vui, làm ác, bạn sẽ mang quả khổ. 54. Thực hành một cách đúng đắn, bạn sẽ làm cho nghiệp cũ mất đi. Mọi chuyện đến rồi đi, sinh rồi diệt. Bạn hãy ý thức và để chúng diễn biến theo đường lối của chúng. Cũng như có hai cội cây, nếu bạn bón phân và tưới nước cho cội cây này và bỏ mặc cội cây kia, thì bạn khỏi cần băn khoăn khi nhìn thấy một cội cây tốt tươi và một cội cây còm cõi. 55. Một số các bạn hàng ngàn dặm từ Âu Mỹ hay các xứ xa xăm đến thiền viện Papong này để học hỏi giáo pháp. Các bạn phải trải qua nhiều khó khăn để đến được nơi này. Trong khi đó, có những người ở cách thiền viện chỉ một bức tường mà không hề bước chân vào cổng. Thử nghĩ xem, các bạn có nghiệp tốt biết bao. 56. Làm việc gì xấu, bạn không thể trốn đi đâu được. Dầu không ai thấy bạn đi nữa, bạn cũng tự thấy mình. Có trốn xuống hố sâu, bạn cũng thấy mình ở đó. Không có cách nào trốn thoát các nghiệp đã tạo. Cũng vậy, tại sao bạn không thấy được sự ô nhiễm của mình? Bạn thấy tất cả an tịnh, dao động, giải thoát, phiền não. Bạn tự thấy tất cả. Hành thiền. 57. Hãy bắt tay vào việc hành thiền. Đừng đi lanh quanh đợi chờ gặp vị Phật tương lai nữa. Bạn đã đi lanh quanh đủ rồi. 58. Tôi nghe có người than phiền. Ôi, năm nay là năm rất xấu đối với tôi. Sao vậy? Tôi đào suốt năm, tôi chẳng hành thiền được gì cả. Ồ, nếu họ không hành thiền khi cái chết gần kề, thì họ hành thiền lúc nào? Nếu cảm thấy khỏe khoắn thoải mái, bạn có nghĩ rằng họ sẽ hành thiền không? Không, họ chỉ lạc lối trong hạnh phúc. Nếu họ đau khổ, họ vẫn không hành thiền. Họ cũng lạc lối trong đau khổ luôn. Tôi chẳng biết đến lúc nào họ mới nghĩ rằng họ phải hành thiền. 59. Tôi đã quy định thời biểu và nội quy của trường thiền rồi, khỏi cần phải thay đổi nữa. Người nào muốn thay đổi, người đó không có chủ ý đến đây để hành thiền. Người như vậy thì làm sao kỳ vọng thấy được điều gì? Dầu họ có luôn luôn nằm ngủ cạnh tôi đi nữa, cũng chẳng hề thấy tôi. Dầu họ có ngủ cạnh Đức Phật đi nữa, họ cũng chẳng hề thấy Phật nếu họ không hành thiền. 60. Đừng nghĩ rằng chỉ cần ngồi nhắm mắt là hành thiền. Nếu nghĩ như vậy thì hãy gấp rút thay đổi tư tưởng đó đi. Hành thiền đều đặn là giữ chánh niệm trong mọi lúc, dầu đang đứng, đang đi, đang ngồi hay đang nằm. Sau giờ ngồi thiền, đừng nghĩ rằng bạn đã xả thiền. Phải biết rằng đó chỉ là sự thay đổi tư thế thôi. Nếu được như vậy, bạn sẽ có bình an thật sự. Dầu đang ở đâu, bạn cũng phải luôn luôn sống trong thiền, luôn luôn giữ tâm chánh niệm. 61. Dầu máu cạn, thịt khô, chỉ còn da bọc lấy xương, vân vân, ta sẽ không rời khỏi nơi này nếu không đắc đạo. Đọc câu kinh này, bạn nghĩ rằng bạn phải tận lực cố gắng. Bạn phải làm giống như Đức Phật. Nhưng bạn quên nghĩ rằng xe bạn quá nhỏ và xe Phật rất là to lớn. Dưới chiếc xe nhỏ bé như vậy
thì làm sao chỉ trong một lần bạn có thể chở hết tất cả? Phật là một chuyện, mà bạn là một chuyện khác. 62. Tôi đi khắp nơi để tìm chỗ hành thiền. Tôi chẳng biết rằng nó nằm sẵn tại đây trong tâm tôi. Thiền nằm ngay trong bạn. Sinh, già, đau, chết nằm ngay trong bạn chứ chẳng ở đâu xa. Tôi đi khắp mọi nơi cho đến khi mệt lả muốn đứt hơi. Lúc ấy mới chịu dừng. Và khi dừng tôi nhận ra rằng cái mà tôi đi tìm nằm ngay trong tôi. 63. Không phải hành thiền để thấy thiên đường, mà để chấm dứt đau khổ. 64. Đừng dính mắc vào hình ảnh hay ánh sáng trong lúc thiền. Đừng lên xuống theo chúng. Bộ thấy ánh sáng trong lúc thiền vĩ đại lắm sao? Cái đèn bấm của tôi cũng có ánh sáng vậy. Ánh sáng hay hình ảnh trong tâm trong lúc hành thiền không giúp chúng ta chấm dứt phiền não. 65. Không hành thiền thì bạn chẳng khác nào kẻ mù và điếc. Không phải dễ dàng thấy giáo pháp đâu. Bạn phải hành thiền để thấy những gì bạn chưa từng thấy. Không phải mới sinh ra bạn đã là thầy giáo ngay. Bạn phải đi học và làm học trò trước. Bạn chỉ thấy được vị chua của chanh khi bạn nếm chanh. 66. Khi hành thiền, nếu có tư tưởng nào đến, hãy nói, đó không phải là việc của ta. 67. Khi cảm thấy làm biếng, ta phải hành thiền. Không phải chỉ những lúc cảm thấy đầy năng lực hay thoải mái mới hành thiền. Đó là thực hành theo lời Phật dạy. Chúng ta chỉ chịu hành thiền khi cảm thấy thoải mái. Nhưng phải đi đâu để tìm sự thoải mái? Muốn cắt đứt tham ái mà bạn lại thực hành theo tham ái vậy sao? 68. Phải luôn luôn quan sát chính mình trong khi làm bất kỳ việc gì. Chỉ đọc sách thôi thì không khởi sinh được gì cả. Ngày ngày trôi qua nhưng chúng ta chẳng nhìn thấy được chính mình. Người biết hành thiền là người thực sự nỗ lực hành thiền để biết. 69. Có nhiều cách hành thiền, nhưng tất cả đều trở về chỗ. Hãy để mọi sự tự nhiên, thoát ra ngoài chiến trường, đặt chân đến nơi an lành mát mẻ. Tại sao không thử xem? Bạn có dám không? 70. Chỉ nghĩ đến hành thiền mà không hành thì chẳng khác nào thả mồi bắt bóng, bỏ cái thực để lấy cái mơ hồ giả tạo. 71. Khi mới hành thiền được vài năm, tôi vẫn còn chưa tự tin. Sau khi có nhiều kinh nghiệm, tôi biết tin vào tâm tôi. Khi bạn có sự hiểu biết sâu xa như thế này, thì bất kỳ chuyện gì xảy ra, bạn có thể để chúng tự nhiên và mọi chuyện chỉ đến rồi đi thôi. Bạn sẽ đạt đến một nơi tâm bạn sẽ biết phải làm gì. 72. Dính mắc vào sự an tịnh còn tệ hại hơn là dao động bất an. Bởi vì ít ra bạn còn muốn thoát khỏi dao động, trong khi đó bạn hài lòng với an tịnh và không tiến xa hơn. Khi hành thiền mà tâm an lạc tĩnh lặng thì hãy thản nhiên tiếp tục việc hành thiền mà đừng dính mắc vào chúng. 73. Hành thiền là quán sát tâm và các cảm giác của tâm. Không có chuyện chạy theo hay tranh đấu gì cả. Hơi thở vẫn tiếp tục trong khi bạn làm việc. Thiên nhiên lo mọi chuyện của thiên nhiên. Việc của chúng ta là nỗ lực chánh niệm, nhìn vào bên trong
để ý thức một cách rõ ràng. Thiền là vậy. 74. Không hành thiền đúng đắn thì tâm sẽ lan bạc dao động. Tâm lan bạc dao động thì chẳng khác nào đã chết. Tự hỏi xem thử, bạn có đủ thì giờ để hành thiền khi bạn sắp chết không? Hãy thường xuyên tự hỏi, khi nào ta chết? Thực hành theo cách này, tâm bạn sẽ tỉnh thức trong mọi lúc, ý thức luôn luôn có mặt và chánh niệm tự động theo sau. Trí tuệ phát sinh, nhìn thấy sự vật như thực và rất rõ ràng. Chánh niệm trong chừng canh giữ tâm, giúp tâm biết được các cảm giác khởi sinh trong mọi lúc, ngày cũng như đêm. Có chánh niệm là có an tịnh tĩnh lặng và tự chủ. 75. Điều căn bản trước tiên trong việc hành thiền là phải thành thật và nghiêm túc. Thứ hai là thận trọng, đề phòng các hành động sai. Thứ ba là phải ít mong cầu và biết đủ. Nếu biết tri túc trong lời nói và trong mọi chuyện thì sẽ thấy được chính mình. Tâm sẽ không còn lang thang vô định mà có căn bản, giới, định và huệ. 76. Thoạt đầu bạn vội vã đi tới, vội vã đi lui và vội vã dừng lại. Bạn tiếp tục hành thiền như thế cho đến khi bạn đến một chỗ, ở đó dường như đi đến cũng không đúng, đi lui cũng không đúng, dừng lại một chỗ cũng không đúng. Thế là chậm dứt, không có dừng, không có đi, không có về. Thế là chậm dứt. Ngay chỗ đó bạn sẽ thấy chẳng có gì cả. 77. Nên nhớ là bạn hành thiền không phải để đạt được một cái gì, cũng không phải để loại trừ một cái gì. Không phải hành thiền với tham ái mà với xả bỏ. Nếu bạn muốn điều gì thì bạn đã đi ra ngoài thiền. 78. Cốt tủy của đạo thật giản dị, không cần phải giải thích dông dài. Loại bỏ yêu ghét và để mọi sự tự nhiên. Đó là những điều tôi thực hành trong việc tu tập của tôi. 79. Hỏi sai chứng tỏ bạn vẫn còn hoài nghi. Việc hành thiền chỉ tốt đẹp khi nào nó giúp ích cho việc quan sát của bạn. Nhưng thấy chân lý hay không tùy thuộc ở sự thực hành của bạn. 80. Thực hành là học cách xả bỏ, chứ không phải để gia tăng sự dính mắc. Giác ngộ sẽ đến khi bạn chấm dứt ham muốn. 81. Nếu bạn có đủ thì giờ để chánh niệm, bạn có đủ thì giờ để hành thiền. 82. Hỏi: khi hành thiền, nếu có nhiều chuyện lạ diễn ra trong tâm thì nên tìm hiểu chúng hay chỉ ghi nhận sự đến đi của chúng? Trả lời: thấy một người đi ngang qua. Nếu đó là người lạ, bạn sẽ tự hỏi: ai vậy? Hắn đi đâu? Làm gì? Nếu đó là người quen, bạn chỉ cần ghi nhận sự đi ngang qua của hắn mà thôi. 83. Mong ước trong lúc hành thiền có thể là bạn hay kẻ thù. Nếu là bạn, nó sẽ khiến ta muốn hành thiền, muốn tìm hiểu, muốn chấm dứt khổ đau. Nếu là kẻ thù, nó sẽ khiến ta mong ước những gì chưa xảy ra, muốn đối tượng của mình có được những gì mà chính đối tượng đó không có. Nhưng cuối cùng, chúng ta phải xả bỏ mọi mong ước, ngay cả mong ước giác ngộ mới giải thoát được. 84. Hỏi: có cần phải trình pháp hàng ngày không? Trả lời:
hãy tự xem xét tâm mình, tự trình pháp cho mình. Một vị sư có thể hôm nay đang nóng giận hoặc tham muốn điều gì, vị sư đó có thể chẳng cần đến hỏi tôi điều này, phải không? 85. Cơ thể ta là tập hợp của tứ đại. Chúng ta dùng sự chế định để mô tả sự vật, nhưng chúng ta lại dính mắc vào sự chế định và xem chúng là cái gì thực có. Như người và vật được đặt tên chẳng hạn. Bây giờ chúng ta thử trở về với thời kỳ trước khi mọi vật được đặt tên và gọi đàn ông là đàn bà và đàn bà là đàn ông, thì có gì khác biệt đâu. Hay nhưng bây giờ đã dính mắc vào tên và sự chế định rồi, nên chúng ta có chiến tranh về giới tính và các loại chiến tranh khác. Hành thiền là nhìn xuyên thấu tất cả những điều này để có thể đạt đến chỗ vô điều kiện và bình an, không chiến tranh, không hận thù. 87. Nhiều người trở thành nhà sư vì có đức tin, nhưng về sau họ dẫm đạp lên những lời dạy của Đức Phật. Họ có kiến thức sâu rộng hơn, nhưng họ không chịu thực hành. Thật vậy, ngày nay có rất ít người thật sự thực hành. 88. Lý thuyết và thực hành. Cái đầu là biết tên thuốc, và cái sau là biết đi tìm thuốc và uống thuốc. 89. Âm thanh. Bạn thích tiếng chim hót nhưng ghét tiếng xe chạy. Bạn sợ chốn đông người và tiếng động, và bạn muốn sống trong rừng một mình. Hãy bỏ đi tiếng động và hãy chăm sóc trẻ thơ. Trẻ thơ ở đây là sự thực hành. 90. Một chú Tân Sa Di hỏi rằng: thiền sinh mới phải hành thiền như thế nào? Ajahn Chah trả lời: giống như thiền sinh cũ. Vậy thiền sinh cũ hành thiền như thế nào? Vẫn giữ như vậy. 91. Người ta bảo rằng những lời dạy của Đức Phật rất đúng nhưng khó áp dụng trong xã hội. Chẳng hạn như họ nói: tôi còn trẻ, không có cơ hội hành thiền, khi già tôi sẽ hành thiền. Bạn có thể nói rằng: bây giờ còn trẻ, tôi chẳng có thì giờ để ăn, khi tôi già tôi sẽ ăn không? Nếu dúi vào bạn một khúc lửa đỏ, bạn sẽ nhảy dựng lên. Đúng vậy. Nhưng vì sống trong xã hội này nên bạn không thể tránh được nó. 92. Giới, định, huệ là cốt tủy của việc thực hành trong Phật giáo. Giới giữ cho thân khẩu trong sạch, và thân là chỗ cư ngụ của tâm. Như vậy, trong việc thực hành phải có đầy đủ giới, định, huệ. Giống như một khúc gỗ được cắt làm ba phần, nhưng thật ra cũng chỉ là một khúc gỗ thôi. Không thể dứt thân khẩu đi, cũng không thể dứt tâm đi. Chúng ta phải thực hành với cả thân và tâm. Như vậy, giới, định, huệ là một tập hợp hài hòa cùng nhau làm việc. 3. Bao dung lỗi lầm của ai đó gây cho mình đôi khi thật sự khó khăn. Tuy nhiên, tha thứ chính là sự kết nối tình cảm giữa người với người, làm cho cuộc sống trở nên an lạc, giàu tình yêu thương, nhân ái. Tha thứ cũng là cách để tâm hồn chúng ta thanh thản. Học cách tha thứ để giúp cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn. Đức Phật đã dạy rằng tài sản quý giá nhất của đời người chính là lòng khoan dung. Những lời Phật dạy về sự tha thứ vô cùng sâu sắc, giúp chúng ta tự suy ngẫm lại bản thân và có cái nhìn tích cực hơn trong cuộc sống. Khi chúng ta bị ai đó làm tổn thương, bị phản bội,
làm hại, thậm chí là nguy hiểm đến cả tính mạng, thì sự tha thứ chưa bao giờ là dễ dàng và có thể nói là việc không thể thực hiện được. Chỉ khi chúng ta tìm hiểu, tìm cách để tha thứ cho người khác nếu không muốn giữ mãi trong lòng những nỗi uất hận và sợ hãi. Tha thứ là việc bỏ qua lỗi lầm của người khác. Tha thứ không phải là xóa đi những vết thương mà người khác gây ra cho mình, mà là cách để bản thân tự chữa lành những vết thương đó. Đức Phật nói rằng, giữ hận thù trong lòng cũng giống như uống thuốc độc và hy vọng người khác sẽ chết. Hận thù chỉ mang lại nhiều đau khổ hơn mà thôi. Chúng ta tha thứ cho người khác cũng chính là đang giúp chúng ta có một cuộc sống tốt đẹp, luôn nhìn về phía trước, nhìn về tương lai, hạnh phúc và có được sự bình an lâu dài. Có một câu chuyện rằng, một thiền sinh hỏi: Thưa sư phụ, con đau khổ vì cha mẹ tàn nhẫn, người yêu ruồng bỏ, anh em phản bội, bạn bè phá hoại, con phải làm sao để hết oán hận và thù ghét đây? Vị sư phụ đáp: Con ngồi xuống tĩnh tâm và tha thứ hết cho họ. Một thời gian sau, người đệ tử trở lại: Con đã học được tha thứ cho họ, thật nhẹ cả người. Sư phụ đáp: Chưa xong, con về tĩnh tâm mở hết lòng ra yêu thương họ. Người đệ tử gãi đầu: Tha thứ cho họ đã quá khó, yêu thương họ thì... Thôi được, con sẽ làm. Một tuần sau, người đệ tử trở lại, mặt vui vẻ, khoe với sư phụ là đã làm được việc thương những người trước đây đã đối xử tệ bạc với mình. Sư phụ gật gù: Tốt, giờ con về tĩnh tâm ghi ơn họ. Nếu không có họ đóng những vai trò đó thì con đâu có cơ hội tiến hóa tâm linh. Người đệ tử trở lại, lần này tin tưởng rằng mình đã học xong bài vở. Con đã học được và ghi ơn hết những người đã cho con cơ hội học được sự tha thứ. Sư phụ cười: Vậy con về tĩnh tâm lại đi nhé. Họ đã đóng đúng vai trò của họ, chứ có lỗi làm gì mà tha thứ với không tha thứ. Phật dạy rằng, chỉ có sự tha thứ mới làm cho tâm hồn của ta thanh thản. Vì vậy, tha thứ là một bước vô cùng quan trọng để chúng ta có được sự an lạc trong tâm hồn cũng như trong cuộc sống. Hãy lắng nghe và suy ngẫm những lời Phật dạy về sự tha thứ. Đạo Phật nói rằng, có đau khổ thì mới có được an lạc. Chỉ khi trải qua đau khổ, chúng ta mới quý trọng những ngày tháng tươi đẹp. Chính những hoàn cảnh dẫn đến sự đau khổ thì chúng ta mới có cơ hội tăng trưởng trí tuệ và từ bi. Phật dạy rằng, cố chấp không tha thứ sẽ làm cho bản thân chúng ta đau khổ. Trong cuộc đời con người, ai cũng sẽ có những lúc lầm lỗi, sẽ có những lúc vô tình làm tổn thương người khác. Chúng ta không nên oán trách, ghét bỏ hay cô lập họ, mà hãy cảm thông và tha thứ cho những lúc người khác sai lầm, để có thể tự tha thứ cho mình trong khi những sai lầm của mình gây ra. Một người nếu tự đáy lòng không thể tha thứ cho kẻ khác thì lòng họ sẽ không bao giờ thanh thản. Nếu không thể buông bỏ những lỗi lầm mà người khác gây ra cho mình thì cũng không thể buông bỏ được sự hận thù, đau khổ khỏi bản thân. Hận thù kéo theo đau khổ, và càng nhiều đau khổ thì ta lại càng dày dò quá khứ, càng nung nấu hận thù. Tha thứ cho người khác cũng như tha thứ cho bản thân mình là một bước quan trọng trong việc đạt tới sự an lạc và giác ngộ. Tha thứ là cách duy nhất để buông bỏ phiền não, là phúc khí lớn nhất của đời người. Trong đời người, kể từ khi sinh ra, sẽ phải gặp rất nhiều những việc không hài lòng, sẽ gặp phải những người không vừa mắt. Nếu bạn không học được cách tha thứ
sẽ làm cho bản thân rất đau khổ và sống rất mệt mỏi. Học thức, nhận thức và sự tu dưỡng của mọi người là khác nhau, nên cách đánh giá, nhìn nhận một sự việc cũng không giống nhau. Cho nên giữa người với người cho sự va chạm, cọ xát, sự mâu thuẫn cũng là điều bình thường. Tha thứ không có nghĩa là yếu đuối, nhu nhược, mà là tự đặt mình ở một tầm cao nhất định. Chúng ta từng hay trách móc người khác khi có chuyện xảy ra, mà ít khi tự trách mình. Bởi lẽ ai ai cũng tìm lý do biện hộ cho mình. Bạn có bao giờ trách người khác một cách nặng nề, ghét bỏ, hận thù, thậm chí không ngừng chỉ trích? Tha thứ là cách để thoát khỏi bế tắc. Càng trách càng hận thù và đau khổ. Theo đạo Phật, tha thứ được xem là một bài tập nhằm ngăn ngừa những ý niệm có hại cho bản thân mình. Đạo Phật đã chỉ rõ những suy nghĩ tiêu cực như hận thù, ganh ghét, giận dữ có làm ảnh hưởng lớn và lâu đến nghiệp ý. Do vậy, mọi người đều phải tu dưỡng và nuôi dưỡng những ý niệm tốt đẹp từ bi. Đầu tiên, chúng ta phải hiểu khái niệm nhân quả là tâm điểm của lời Phật dạy. Tha thứ không phải là việc dễ dàng, nhưng nếu chúng ta biết đặt địa vị của mình vào người đó để cố gắng thấu hiểu, chỉ có như vậy chúng ta mới có thể cảm thông và tha thứ cho họ. Khi một người làm chúng ta tổn thương, làm chúng ta phải chịu những nỗi đau, nhưng cuối cùng thì chúng ta lại không trách họ mà bỏ qua hết những chuyện đáng tiếc. Chúng ta nhận thức và trải qua nỗi đau bị tổn thương, nhưng vẫn sẵn lòng cho qua, tìm cách để thấu hiểu những hành động trước đây người khác đã gây ra cho mình. Đó chính là lòng từ bi. Nếu họ càng tỏ ra bất cần và không biết những lỗi thì lại càng đáng thương hơn, bởi không biết bao giờ họ mới tỉnh ngộ để có thể cho mình một đời sống bình an và hạnh phúc lâu dài. Tha thứ là dòng suối nguồn tưới mát ngọn lửa hận thù đang thiêu cháy tâm can. Không thể mở rộng tấm lòng dung nạp người khác, khẳng định là bạn cũng không thể thành công trên đường đời. Tha thứ chính là tâm từ bi, thiện lương. Để có thể tha thứ cho người khác dễ dàng hơn, chúng ta nên nuôi dưỡng cho mình một tấm lòng lương thiện, bao dung. Hãy luôn tin rằng tha thứ chính là liều thuốc có thể chữa trị mọi vết thương, hận thù, đau khổ trong lòng, và để có được một cuộc sống thanh thản, an lạc. Hãy xả bỏ tất cả. 165. Hãy học cách xả bỏ mọi chuyện thế gian, đừng tìm cách chống lại chúng. Hãy vui với chúng, hãy tìm cách điều động hay đối xử với chúng. Khi thân này bị bệnh và đau nhức, ta tìm kinh để tụng. Ta muốn kiểm soát và điều khiển thân này, ta không muốn cơ thể này đau. Kinh trở thành một loại nghi lễ huyền bí, khiến chúng ta rối rắm thêm trong tham ái dính mắc. Đó là vì chúng ta tụng kinh để khử trừ bệnh tật, để được sống bền vững lâu dài. Thật ra, Đức Phật ban cho chúng ta giáo pháp là để chúng ta biết sự thật của cơ thể này, nhờ thế chúng ta có thể xả bỏ nó. Nhưng chúng ta biến những lời dạy của Ngài thành kinh tụng để gia tăng thêm sự si mê của chúng ta. 166. Hãy tìm hiểu thân thể và tâm trí bạn. Hãy bằng lòng với sự thanh đạm ít ỏi, đừng quá dính mắc vào giáo pháp. Đừng nắm giữ hay nhảy bổ vào những cảm xúc của mình. 167. Nhiều người sợ bố thí, họ cảm thấy bị áp chế và bóc lột khi phải cho ra. Muốn trao dồi lòng từ thiện, bạn chỉ cần áp chế chính lòng tham muốn, dính mắc của mình, chứ không ai áp chế bạn cả.
Làm như thế thì bản chất thật sự của chúng ta sẽ tự chinh phục lấy chính nó để trở nên nhẹ nhàng và tự do hơn. 168. Nắm cục lửa hàng xóm trong tay, bạn sẽ bị bỏng. Nắm cục lửa nhà bạn, bạn cũng bị bỏng. Cả hai cục lửa đều nóng. Thế nên đừng sờ vào những gì có thể làm bạn bỏng tay, dầu đó là thứ gì và ở đâu đi nữa. 169. Người ngoài có thể cho rằng chúng ta điên khùng khi thấy chúng ta sống trong rừng và ngồi chẳng khác nào những pho tượng đá như thế này. Thế nhưng họ sống ra sao? Họ cười, họ khóc, và có lúc họ giết hại lẫn nhau vì quá tham lam và sân hận. Vậy thì ai điên khùng đây? 170. Thay vì dạy người khác, Ajahn Chah chỉ tạo hoàn cảnh và cơ hội đặc biệt để họ tự tìm hiểu chính mình. Ajahn Chah nói, những gì tôi hướng dẫn các bạn chỉ hiểu 15%, hoặc nếu đã làm nhà sư được 5 năm, thì có thể hiểu 5%. Một vị sư trẻ thưa rằng, như vậy con được 1% vì con mới tu được 1 năm. Ajahn Chah lắc đầu cười nói, không, 4 năm đầu con không được phần trăm nào cả. Đến năm thứ 5 con sẽ hiểu 5%. 171. Một người học trò của Ajahn Chah khi được hỏi rằng liệu nhà sư sẽ giữ bộ y suốt đời hay sẽ hoàn tục, vị sư học trò trả lời rằng, thưa thầy, con thấy rất khó để nói đến điều đó, mặc dù không hề nghĩ đến chuyện hoàn tục. Nhưng thật ra con cũng chẳng hề quyết định sẽ giữ mãi chiếc y này cho đến lúc chết. Sau khi nhìn vào bên trong mình, vị sư trẻ nói, dường như tâm con chẳng có nghĩa lý gì cả. Ajahn Chah bèn trả lời, tâm chẳng có nghĩa lý gì cả, đó chính là giáo pháp. 172. Có người hỏi Ajahn Chah rằng, tại sao một xứ Phật giáo như Thái Lan lại có nhiều tội phạm hình sự? Ajahn Chah trả lời, người nào làm những điều bất thiện, người đó không phải là Phật tử. Họ làm những công việc của họ chẳng liên quan gì đến Phật giáo. Đức Phật chẳng bao giờ dạy họ làm những điều như thế. 173. Có người hỏi Ajahn Chah rằng, ngài có phải là một vị A-la-hán không? Ajahn Chah trả lời, tôi như cây cổ thụ đầy lá, hoa và trái. Chim chóc tới ăn và làm tổ trong cây đó, nhưng cây cổ thụ không hiểu gì về thân phận của nó. Nó cứ sống tự nhiên như vậy thôi. Nó sao thì nó vậy. 174. Hỏi, tôi có thể quan sát tham lam và sân hận, nhưng làm thế nào để kiểm soát suy mê? Đáp, bạn như người đang cưỡi ngựa mà lại hỏi con ngựa đâu. 175. Một số người chỉ do đức tin mà trở thành nhà sư, nhưng lại gặp khó khăn trong khi sống trong giáo pháp, thực hành giáo pháp. Họ không hiểu rõ chính mình. Hiện nay rất ít người thật sự thực hành giáo pháp vì có quá nhiều chướng ngại phải vượt qua. Nhưng nếu chúng không tốt, hãy để cho chúng chết. Nếu chúng không chết, hãy làm cho chúng tốt. 176. Bạn bảo rằng bạn yêu người yêu 100%. Được, hãy mổ xẻ cơ thể người ấy ra để xem thử bạn còn yêu được bao nhiêu phần trăm. Hoặc nếu bạn quá thương nhớ
khi cô ta xa bạn, thì tại sao bạn không bảo cô ta gửi cho bạn một bộ phận của cô ta? Mỗi khi bạn nhớ cô ta thì hãy dở bộ phận ra ngửi. Ghê tởm chưa? Đó là cái mà bạn yêu thương đấy. Cái gì làm cho tim bạn đập như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực mỗi khi bạn gặp một cô gái hấp dẫn hay ngửi thấy mùi nước hoa của cô ta? Sức mạnh nào vậy? Nó kéo hút bạn, nhưng bạn buông xuôi, không hề chống lại. Cuối cùng, bạn phải trả một giá rất đắt. Bạn hiểu chứ? 177. Một hôm, Asancha muốn dọn một khúc cây lớn bị gãy và đang nằm choáng đường. Asancha cùng người học trò, mỗi người một đầu khiêng khúc cây dứt đi. Trong khi nâng khúc cây lên, Asancha hỏi, nặng không? Sau khi đã dứt khúc cây vào bên đường, Asancha hỏi, bây giờ có còn nặng không? Đó là cách mà Asancha dạy cho học trò tìm thấy giáo pháp trong mọi lời nói và tác động hàng ngày. Trong trường hợp này, Asancha chỉ cho thấy lợi ích của sự xả bỏ. 178. Một người học trò của Asancha trong lúc rút dây cắm máy thâu băng ra khỏi ổ điện, sự ý nắm vào chốt điện và bị giật, nên vội vàng buông bỏ dây ra. Asancha không bỏ lỡ cơ hội dạy giáo pháp, bèn nói, ô, sao con có thể buông bỏ một cách dễ dàng như vậy? Ai dạy con đó? 179. Một số nhà sư Tây Phương đã tổ chức một ngày Giáng sinh đặc biệt với một buổi lễ tặng quà và làm phước. Một số thiện tín thắc mắc tại sao Phật giáo lại tổ chức lễ Giáng sinh Thiên Chúa giáo. Asancha giải thích, thân tâm mọi người đều có cùng bản chất như nhau, tất cả đều phải sinh ra, đều phải già, đều phải chết. Khi bạn hiểu được điều đó thì sự khác biệt không còn quan trọng nữa. Bất kỳ cái gì giúp chúng ta thấy rõ chân lý, giúp chúng ta làm điều tốt đẹp, đều là lối thực hành đúng. Có thể gọi đây là ngày gì cũng được, tại sao không thể gọi đây là ngày Thiên Chúa Phật Pháp? Ai thực hành đúng thì họ đã thực hành Phật Đà Thiên Chúa giáo, và mọi chuyện đều tốt đẹp. Hãy loại bỏ mọi luyến ái, dính mắc vào những sự chế định của thế gian, để nhìn thấy mọi diễn biến của sự vật một cách chính xác và tự nhiên. 180. Trong thời gian người Lào và Campuchia đổ xô vào Thái Lan tị nạn, nhiều cơ quan từ thiện tổ chức thăm viếng giúp đỡ. Một số nhà sư Tây Phương cảm thấy ái ngại khi ngồi trong rừng sâu hành thiền, trong khi các tổ chức tôn giáo khác đang hăng hái làm việc. Họ bèn đến gặp Asancha để bày tỏ mối quan tâm của mình. Asancha nói, giúp đỡ mọi người trong các trại tị nạn là việc làm tốt đẹp. Đó là bổn phận tự nhiên của chúng ta. Nhưng muốn cứu người khác thì trước hết mình phải sáng suốt, không bị mê mờ. Nhiều người có thể đến trại tị nạn để phân phát quần áo chăn mền, nhưng ít ai có thể ngồi yên trong rừng để tìm hiểu tâm mình. Bao lâu chúng ta còn chưa biết cung cấp thức ăn và quần áo cho tâm người khác thì thế gian này vẫn còn người tị nạn. 181. Sau khi lắng nghe một đệ tử đọc tâm kinh Bát Nhã, Asancha nói, không có không cũng không có Bồ Tát. Rồi hỏi tiếp, kinh này từ đâu đến? Người học trò trả lời, thưa thầy, theo con nghĩ thì do Đức Phật thuyết.
Ajahn Chah nói: không có Phật. Kinh này nói về trí tuệ thâm sâu vượt mọi điều kiện của thế gian. Nhưng nếu không dùng những điều kiện của thế gian, làm sao mà nói đây? Có phải thế không? 182. Muốn trở thành thánh nhân, ta phải thay đổi cho đến khi chỉ còn cái thân trơ. Tâm hoàn toàn đổi thay, nhưng thân dường như luôn luôn có mặt, giận nóng lạnh đau nhức và bệnh hoạn. Thế nhưng nhờ tâm đã biến đổi nên nó nhìn sinh già đau chết dưới ánh sáng chân lý. 183. Có người hỏi Ajahn Chah về sự giác ngộ. Ajahn Chah trả lời: giác ngộ chẳng có gì khó hiểu, chỉ lột vỏ chuối ra bỏ vào miệng là bạn sẽ biết ngay hương vị của nó. Bạn phải thực hành để tự mình chứng ngộ, và bạn cần phải kiên trì. Nếu thành đạo dễ dàng thì mọi người đã làm rồi. Tôi bắt đầu vào chùa từ lúc 8 tuổi và trở thành một nhà sư đã hơn 40 năm. Còn bạn thì chỉ muốn hành thiền 1-2 đêm thôi để đi thẳng đến Niết Bàn. Đâu phải chỉ cần ngồi xuống là tức khắc giác ngộ. Không phải chỉ cần một người nào đó gõ vào đầu bạn một cái là bạn thành đạo ngay. Bạn không cần phải hoàn toàn đắc đạo mới có thể hướng dẫn người khác. Chỉ cần thành thật với họ và nói cho họ những gì bạn biết từ chính tâm bạn. Hãy nói cho người ta biết những gì trong khả năng của bạn. Đừng giả vờ như có thể nhấc được tảng đá to, trong khi bạn chỉ có thể nhấc tảng đá nhỏ. Người ta sẽ không cảm thấy khó chịu nếu biết bạn đang thực hành và đang làm việc. Thế rồi cuối cùng bạn có thể nhấc được tảng đá to. 184. Đường lối của thế gian là làm việc gì cũng kỳ vọng để được đền đáp trở lại. Nhưng trong Phật giáo, chúng ta làm mà không cần sự đền đáp. Tuy nhiên, nếu chẳng muốn gì cả, thì sẽ được cái gì? Chẳng được gì cả. Những gì chúng ta có được chỉ là nguyên nhân của sự đau khổ mà thôi. Như vậy, thực hành để chẳng được gì cả, nhưng tâm bình an tĩnh lặng là được rồi. 185. Đức Phật dạy chúng ta hãy buông bỏ tất cả những gì có bản chất tạm bợ, không vững bền. Nếu buông bỏ, bạn sẽ thấy chân lý. Nếu không buông bỏ, bạn sẽ không thấy rõ sự thật. Chỉ có vậy thôi. Và khi trí tuệ khai mở rồi, thì nhìn đâu bạn cũng thấy chân lý. 186. Một cái tâm trống không không có nghĩa là chẳng có gì trong đó cả. Nó không có phiền não, nhưng nó có đầy trí tuệ. 187. Người ta chẳng chịu suy nghiệm về sự già, đau, chết. Họ chỉ muốn nói đến không già, không đau, không chết. Thế nên họ chẳng bao giờ hưởng được hương vị của giáo pháp. 188. Nhiều người nghĩ rằng hạnh phúc là đạt được những gì mình yêu, mình thích, và chỉ muốn mọi người nói đến những gì mình yêu thích thôi. Phải chăng đó là cách bạn tìm hạnh phúc? Mong muốn rằng trên toàn thế giới, nơi đâu bạn cũng chỉ nghe người ta nói đến những điều bạn yêu, bạn thích. Điều đó có thể được chăng? Tìm hạnh phúc bằng phương cách đó thì bao giờ mới tìm được? 189. Cỏ hoa, cây cối, núi rừng, vân vân sống theo đường lối riêng của chúng. Chúng mọc lên, chúng chết đi cũng theo bản chất riêng của chúng. Chúng sống một cách tự nhiên, vô tri, vô giác, trơ trơ bất động. Chúng ta thì khác, chúng ta quấy động mọi thứ. Nhưng cơ thể chúng ta cũng chỉ đi theo đường lối tự nhiên. Sinh ra,
trưởng thành và cuối cùng là chết. Đường lối tự nhiên của cơ thể con người là vậy. Ai mong muốn cơ thể đi theo đường lối khác, kẻ đó sẽ đau khổ. 190. Đừng nghĩ rằng học nhiều biết nhiều là hiểu giáo pháp. Đó chẳng khác nào nói rằng bạn thấy mọi vật do bạn có mắt, hoặc bạn nghe mọi vật do bạn có tai. Bạn có thể thấy nhưng không thấy trọn vẹn. Bạn chỉ thấy với con mắt bên ngoài mà không thấy bằng con mắt bên trong. Bạn nghe bằng tai bên ngoài mà không nghe bằng tai bên trong. 191. Đức Phật dạy chúng ta dứt bỏ mọi hình thức bất thiện và dung bồi giới hạnh. Đó là chánh đạo. Bằng cách này, Đức Phật đã đặt chúng ta vào chỗ khởi đầu của con đường. Khi đã ở trên con đường rồi, thì có đi hay không là tùy ở ta. Nhiệm vụ của Phật như thế là xong. Ngài chỉ cho chúng ta con đường. Đây là con đường đúng đắn và đây là con đường sai lầm. Như vậy là đủ rồi, chuyện còn lại là ở ta. 192. Phải tự mình thấy giáo pháp. Tự mình ở đây có nghĩa là tự mình thực hành. Bạn chỉ có thể dựa vào thầy 50% mà thôi. Ngay cả giáo pháp tôi hướng dẫn cho bạn cũng chỉ là những lời nói suông, vô ích. Nếu bạn tin những điều đó với lý do là do tôi nói, thì bạn cũng chẳng sử dụng những lời dạy của giáo pháp một cách thích nghi. Nếu bạn hoàn toàn tin tưởng nơi tôi, thì bạn thật là điên rồ. Hãy lắng nghe giáo pháp, thấy được lợi ích của giáo pháp, rồi tự mình đem ra thực hành để thấy giáo pháp trong chính bạn. Điều đó mới thật có lợi ích lớn lao. 193. Đôi lúc trong khi đang kinh hành, thấy trời sắp chuyển cơn mưa nhẹ, tôi đã muốn bỏ việc kinh hành để đi vào phòng. Nhưng khi nhớ nghĩ đến thời gian tôi làm việc đồng ruộng, quần tôi bị ướt đêm hôm trước, nhưng tôi phải mặc lại lúc trời chưa sáng, rồi bước xuống nhà sàn dẫn trâu rời chuồng. Tôi phải cầm dây dính đầy phân dẫn trâu ra khỏi nơi lầy lội bùng sình. Thì đã yên đâu, trâu dãy đuôi dính đầy phân bẩn đập vào người tôi. Mặc dù chân cẳng nhức nhối, nhưng tôi phải dẫn trâu đi. Tôi thầm nghĩ, đời sao khổ thế này. Bây giờ chỉ một chút mưa nhỏ mà tôi lại đành bỏ sự kinh hành hay sao? Sự suy nghĩ này đã khích lệ tôi trong việc thực hành giáo pháp. 194. Tôi chẳng biết phải nói như thế nào đây. Tôi nói đến những cái cần phải làm và những cái cần phải dứt bỏ. Nhưng chẳng có cái gì để làm và chẳng có cái gì để dứt bỏ. Mời gọi. Những điều tôi nói nãy giờ chỉ đơn thuần là những lời nói thôi. Ai đến gặp tôi sẽ có chuyện để nói với họ. Nhưng tốt nhất là chẳng nên nói nhiều về những điều này. Việc thực hành quan trọng hơn. Hãy bắt tay vào việc thực hành, đừng chần chờ gì nữa. Tôi chẳng khác nào một người bạn tốt mời bạn đi đến một nơi nào đó. Đừng do dự nữa, hãy lên đường. Bạn sẽ không bao giờ ân hận đâu. Một thiền sinh Zen hỏi Ajahn-cha: Sư bao nhiêu tuổi? Sư sống ở đây quanh năm suốt tháng phải không? Ajahn-cha trả lời: Tôi không sống ở đâu hết. Ông không kiếm ra tôi ở đâu hết. Muốn có tuổi tác thì phải hiện hữu, mà nghĩ rằng mình hiện hữu là chuốc lấy rắc rối rồi. Chúng ta không tạo ra vấn đề thì thế giới cũng không có rắc rối. Đừng tạo ra cái tự ngã, chẳng có gì đáng nói thêm nữa hết. Hồi hướng.
nguyện cho tất cả chúng sanh cùng chia trọn vẹn phước lành này đây. Nguyện cho tất cả từ đây luôn luôn an lạc, duyên may mọi miền. Nguyện xin chư vị lòng thiên, trên trời dưới đất oai thiên phép màu, đồng chia công đức dày sâu, hộ trì Phật Pháp bền lâu muôn đời. Văn phòng Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, số 1355 Hoàng Sa, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa Diệu Pháp, số 72 / 14, Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại số 028 3620 8438. Website diệupháp-âm.net. Kênh YouTube youtube.com/diệupháp-âm. Vô thường 44. Các pháp trên thế gian hiện hữu qua sự thay đổi, bạn không thể chống lại hay ngăn cản chúng. Hãy nghĩ xem, bạn có thể thở vào mà đừng thở ra được không? Làm như vậy có cảm thấy thoải mái không? Hoặc thở ra mà đừng thở vào sẽ như thế nào? Chúng ta không muốn chuyện đổi thay, nhưng sự vật không ngừng thay đổi. 45. Nếu biết rằng mọi chuyện đều đổi thay thì bạn còn băn khoăn, thắc mắc, suy nghĩ mông lung gì nữa? Bất kỳ chuyện gì xảy ra, bạn chỉ cần tự nhủ: à, lại một chuyện nữa, vậy thôi. 46. Lời nói bỏ qua sự vô thường không phải lời nói của kẻ trí. 47. Nếu bạn thấy rõ ràng sự đổi thay thì bạn sẽ thấy được sự không thay đổi. Sự không đổi thay ở đây là sự vật không thể nào không thay đổi. Nếu hiểu được rằng chỉ có sự đổi thay là không bao giờ thay đổi thì bạn hiểu được Đức Phật, và bạn có thể tôn trọng, cúng dường Ngài một cách đúng đắn. 48. Nếu tâm bạn nói rằng bạn đã đắc quả Thánh Thứ Nhất, hãy đến đảnh lễ Bậc Thánh Thứ Nhất. Ngài sẽ nói cho bạn biết rằng tất cả đều không vững bền. Nếu bạn gặp Bậc Thánh Thứ Hai, hãy đến đảnh lễ. Ngài sẽ nói cho bạn biết rằng tất cả không có gì chắc chắn. Nếu bạn gặp Bậc Thánh Thứ Ba, hãy đến đảnh lễ. Ngài chỉ nói không vững bền. Nếu bạn gặp Bậc Thánh Thứ Tư, hãy đến đảnh lễ. Ngài sẽ nói cho bạn biết rằng tất cả hoàn toàn không vững bền. Bạn sẽ nghe từ các bậc thánh rằng tất cả đều không vững bền, đừng dính mắc vào bất cứ cái gì. 49. Thỉnh thoảng tôi đi thăm những chùa tháp cổ, một vài nơi bị đổ dở, có thể một trong những người bạn tôi sẽ than: thật đáng tiếc. Tôi trả lời rằng nếu không có sự đổ dở thì chẳng có Đức Phật, chẳng có giáo pháp.
Nó đổ vỡ như thị vì nó hoàn toàn phù hợp với những lời Phật dạy. 50. Mọi sự trên thế gian đều đi theo đường lối tự nhiên. Không có khoa học nào có thể cản trở bước đi của chúng. Bạn có thể đến nha sĩ để chăm sóc răng, nhưng dầu nha sĩ có săn sóc răng bạn kỹ lưỡng thế nào đi nữa, cuối cùng chúng cũng đi theo đường lối của chúng. Ngay cả nha sĩ cũng bị hư răng. Mọi vật rốt cuộc rồi cũng tan rã cả. 51. Cái gì chắc chắn bền vững đây? Chẳng có gì ngoài đau khổ. Đau khổ đến và đi, hạnh phúc lại thay chỗ cho đau khổ, cứ thế mãi. Ngoài chuyện đó ra, chẳng có gì nữa cả. Nhưng chúng ta là những kẻ lạc đường, không ngừng chạy theo và nắm bắt dục lạc. Dục lạc không thật đâu, chỉ là sự thay đổi thôi. Nghiệp. 52. Người không hiểu giáo pháp khi làm điều quấy, họ thường nhìn quanh để xem có ai thấy không. Nhưng nghiệp của chúng ta luôn luôn theo dõi ta, không thể nào thoát quả của nghiệp. 53. Hành động tốt đem lại quả tốt, hành động xấu đem lại quả xấu. Đừng kỳ vọng thánh thần chư thiên, những kẻ khuất mày khuất mặt sẽ bảo vệ bạn. Cũng đừng tin tưởng ngày tốt ngày xấu, đó là những điều không thật. Bạn sẽ luôn luôn đợi chờ ngày tốt, giờ tốt, tháng tốt, năm tốt, vị thần này, vị thánh nọ. Tin tưởng vào những điều đó chỉ đem lại đau khổ cho bạn mà thôi. Hãy nhìn vào hành động và lời nói của bạn, nhìn vào nghiệp của bạn. Làm lành bạn sẽ gặt quả vui, làm ác bạn sẽ mang quả khổ. 54. Thực hành một cách đúng đắn, bạn sẽ làm cho nghiệp cũ mất đi. Mọi chuyện đến rồi đi, sinh rồi diệt. Bạn hãy ý thức và để chúng diễn biến theo đường lối của chúng. Cũng như có hai cội cây, nếu bạn bón phân và tưới nước cho cội cây này và bỏ mặc cội cây kia, thì bạn khỏi cần băn khoăn khi nhìn thấy một cội cây tốt tươi và một cội cây còm cõi. 55. Một số các bạn hàng ngàn dặm từ Âu Mỹ hay các xứ xa xăm đến thiền viện Papong này để học hỏi giáo pháp. Các bạn phải trải qua nhiều khó khăn để đến được nơi này. Trong khi đó, có những người ở cách thiền viện chỉ một bức tường mà không hề bước chân vào cổng. Thử nghĩ xem, các bạn có nghiệp tốt biết bao. 56. Làm việc gì xấu, bạn không thể trốn đi đâu được. Dầu không ai thấy bạn đi nữa, bạn cũng tự thấy mình. Có trốn xuống hố sâu, bạn cũng thấy mình ở đó. Không có cách nào trốn thoát các nghiệp đã tạo. Cũng vậy, tại sao bạn không thấy được sự ô nhiễm của mình? Bạn thấy tất cả an tịnh, dao động, giải thoát, phiền não. Bạn tự thấy tất cả. Hành thiền. 57. Hãy bắt tay vào việc hành thiền, đừng đi lanh quanh đợi chờ gặp vị Phật tương lai nữa. Bạn đã đi lanh quanh đủ rồi. 58. Tôi nghe có người than phiền: "Ôi, năm nay là năm rất xấu đối với tôi." "Sao vậy?" "Tôi đào suốt năm, tôi chẳng hành thiền được gì cả." "Ồ, nếu họ không hành thiền khi cái chết gần kề thì họ hành thiền lúc nào?" "Nếu cảm thấy khỏe khoắn thoải mái, bạn có nghĩ rằng họ sẽ hành thiền không?" "Không, họ chỉ lạc lối trong hạnh phúc." "Nếu họ đau khổ
họ vẫn không hành thiền, họ cũng lạc lối trong đau khổ luôn. Tôi chẳng biết đến lúc nào họ mới nghĩ rằng họ phải hành thiền. 59. Tôi đã quy định thời biểu và nội quy của trường thiền rồi, khỏi cần phải thay đổi nữa. Người nào muốn thay đổi, người đó không có chủ ý đến đây để hành thiền. Người như vậy thì làm sao kỳ vọng thấy được điều gì? Dầu họ có luôn luôn nằm ngủ cạnh tôi đi nữa, cũng chẳng hề thấy tôi. Dầu họ có ngủ cạnh Đức Phật đi nữa, họ cũng chẳng hề thấy Phật nếu họ không hành thiền. 60. Đừng nghĩ rằng chỉ cần ngồi nhắm mắt là hành thiền. Nếu nghĩ như vậy thì hãy gấp rút thay đổi tư tưởng đó đi. Hành thiền đều đặn là giữ chánh niệm trong mọi lúc, dầu đang đứng, đang đi, đang ngồi hay đang nằm. Sau giờ ngồi thiền, đừng nghĩ rằng bạn đã xả thiền. Phải biết rằng đó chỉ là sự thay đổi tư thế thôi. Nếu được như vậy, bạn sẽ có bình an thật sự. Dầu đang ở đâu, bạn cũng phải luôn luôn sống trong thiền, luôn luôn giữ tâm chánh niệm. 61. Dầu máu cạn, thịt khô, chỉ còn da bọc lấy xương, vân vân, ta sẽ không rời khỏi nơi này nếu không đắc đạo. Đọc câu kinh này, bạn nghĩ rằng bạn phải tận lực cố gắng, bạn phải làm giống như Đức Phật. Nhưng bạn quên nghĩ rằng xe bạn quá nhỏ và xe Phật rất là to lớn. Dưới chiếc xe nhỏ bé như vậy thì làm sao chỉ trong một lần bạn có thể chở hết tất cả? Phật là một chuyện mà bạn là một chuyện khác. 62. Tôi đi khắp nơi để tìm chỗ hành thiền. Tôi chẳng biết rằng nó nằm sẵn tại đây trong tâm tôi. Thiền nằm ngay trong bạn. Sinh, già, đau, chết nằm ngay trong bạn chứ chẳng ở đâu xa. Tôi đi khắp mọi nơi cho đến khi mệt lả muốn đứt hơi, lúc ấy mới chịu dừng. Và khi dừng tôi nhận ra rằng cái mà tôi đi tìm nằm ngay trong tôi. 63. Không phải hành thiền để thấy thiên đường, mà để chấm dứt đau khổ. 64. Đừng dính mắc vào hình ảnh hay ánh sáng trong lúc thiền. Đừng lên xuống theo chúng. Bộ thấy ánh sáng trong lúc thiền vĩ đại lắm sao? Cái đèn bấm của tôi cũng có ánh sáng vậy. Ánh sáng hay hình ảnh trong tâm trong lúc hành thiền không giúp chúng ta chấm dứt phiền não. 65. Không hành thiền thì bạn chẳng khác nào kẻ mù và điếc. Không phải dễ dàng thấy giáo pháp đâu. Bạn phải hành thiền để thấy những gì bạn chưa từng thấy. Không phải mới sinh ra bạn đã là thầy giáo ngay. Bạn phải đi học và làm học trò trước. Bạn chỉ thấy được vị chua của chanh khi bạn nếm chanh. 66. Khi hành thiền, nếu có tư tưởng nào đến, hãy nói, đó không phải là việc của ta. 67. Khi cảm thấy làm biếng, ta phải hành thiền. Không phải chỉ những lúc cảm thấy đầy năng lực hay thoải mái mới hành thiền. Đó là thực hành theo lời Phật dạy. Chúng ta chỉ chịu hành thiền khi cảm thấy thoải mái, nhưng phải đi đâu để tìm sự thoải mái? Muốn cắt đứt tham ái mà bạn lại thực hành theo tham ái vậy sao? 68. Phải luôn luôn quan sát chính mình trong khi làm bất kỳ việc gì. Chỉ đọc sách thôi thì không khởi sinh được gì cả. Ngày ngày trôi qua nhưng chúng ta chẳng nhìn thấy được chính mình. Người biết hành thiền
là người thực sự nỗ lực hành thiền để biết. 69. Có nhiều cách hành thiền, nhưng tất cả đều trở về chỗ. Hãy để mọi sự tự nhiên, thoát ra ngoài chiến trường, đặt chân đến nơi an lành mát mẻ. Tại sao không thử xem? Bạn có dám không? 70. Chỉ nghĩ đến hành thiền mà không hành thì chẳng khác nào thả mồi bắt bóng, bỏ cái thực để lấy cái mơ hồ giả tạo. 71. Khi mới hành thiền được vài năm, tôi vẫn còn chưa tự tin. Sau khi có nhiều kinh nghiệm, tôi biết tin vào tâm tôi. Khi bạn có sự hiểu biết sâu xa như thế này, thì bất kỳ chuyện gì xảy ra, bạn có thể để chúng tự nhiên, và mọi chuyện chỉ đến rồi đi thôi. Bạn sẽ đạt đến một nơi tâm bạn sẽ biết phải làm gì. 72. Dính mắc vào sự an tịnh còn tệ hại hơn là dao động bất an, bởi vì ít ra bạn còn muốn thoát khỏi dao động, trong khi đó bạn hài lòng với an tịnh và không tiến xa hơn. Khi hành thiền mà tâm an lạc tĩnh lặng thì hãy thản nhiên tiếp tục việc hành thiền mà đừng dính mắc vào chúng. 73. Hành thiền là quán sát tâm và các cảm giác của tâm. Không có chuyện chạy theo hay tranh đấu gì cả. Hơi thở vẫn tiếp tục trong khi bạn làm việc. Thiên nhiên lo mọi chuyện của thiên nhiên. Việc của chúng ta là nỗ lực chánh niệm, nhìn vào bên trong để ý thức một cách rõ ràng. Thiền là vậy. 74. Không hành thiền đúng đắn thì tâm sẽ lan bạc dao động. Tâm lan bạc dao động thì chẳng khác nào đã chết. Tự hỏi xem thử, bạn có đủ thì giờ để hành thiền khi bạn sắp chết không? Hãy thường xuyên tự hỏi, khi nào ta chết? Thực hành theo cách này, tâm bạn sẽ tỉnh thức trong mọi lúc. Ý thức luôn luôn có mặt và chánh niệm tự động theo sau. Trí tuệ phát sinh, nhìn thấy sự vật như thực và rất rõ ràng. Chánh niệm trong chừng canh giữ tâm, giúp tâm biết được các cảm giác khởi sinh trong mọi lúc, ngày cũng như đêm. Có chánh niệm là có an tịnh tĩnh lặng và tự chủ. 75. Điều căn bản trước tiên trong việc hành thiền là phải thành thật và nghiêm túc. Thứ hai là thận trọng, đề phòng các hành động sai. Thứ ba là phải ít mong cầu và biết đủ. Nếu biết tri túc trong lời nói và trong mọi chuyện thì sẽ thấy được chính mình. Tâm sẽ không còn lang thang vô định mà có căn bản, giới, định và huệ. 76. Thoạt đầu bạn vội vã đi tới, vội vã đi lui và vội vã dừng lại. Bạn tiếp tục hành thiền như thế cho đến khi bạn đến một chỗ, ở đó dường như đi đến cũng không đúng, đi lui cũng không đúng, dừng lại một chỗ cũng không đúng. Thế là chậm dứt, không có dừng, không có đi, không có về. Thế là chậm dứt. Ngay chỗ đó, bạn sẽ thấy chẳng có gì cả. 77. Nên nhớ là, bạn hành thiền không phải để đạt được một cái gì, cũng không phải để loại trừ một cái gì. Không phải hành thiền với tham ái mà với xả bỏ. Nếu bạn muốn điều gì, thì bạn đã đi ra ngoài thiền. 78. Cốt tủy của đạo thật giản dị, không cần phải giải thích dông dài. Loại bỏ yêu ghét và để mọi sự tự nhiên, đó là những điều tôi thực hành trong việc tu tập của tôi.
79. Hỏi sai chứng tỏ bạn vẫn còn hoài nghi. Việc hành thiền chỉ tốt đẹp khi nào nó giúp ích cho việc quán sát của bạn. Nhưng thấy chân lý hay không tùy thuộc ở sự thực hành của bạn. 80. Thực hành là học cách xả bỏ, chứ không phải để gia tăng sự dính mắc. Giác ngộ sẽ đến khi bạn chấm dứt ham muốn. 81. Nếu bạn có đủ thì giờ để chánh niệm, bạn có đủ thì giờ để hành thiền. 82. Hỏi: khi hành thiền, nếu có nhiều chuyện lạ diễn ra trong tâm thì nên tìm hiểu chúng hay chỉ ghi nhận sự đến đi của chúng? Trả lời: thấy một người đi ngang qua. Nếu đó là người lạ, bạn sẽ tự hỏi: ai vậy? Hắn đi đâu? Làm gì? Nếu đó là người quen, bạn chỉ cần ghi nhận sự đi ngang qua của hắn mà thôi. 83. Mong ước trong lúc hành thiền có thể là bạn hay kẻ thù. Nếu là bạn, nó sẽ khiến ta muốn hành thiền, muốn tìm hiểu, muốn chấm dứt khổ đau. Nếu là kẻ thù, nó sẽ khiến ta mong ước những gì chưa xảy ra, muốn đối tượng của mình có được những gì mà chính đối tượng đó không có. Nhưng cuối cùng, chúng ta phải xả bỏ mọi mong ước, ngay cả mong ước giác ngộ mới giải thoát được. 84. Hỏi: có cần phải trình pháp hàng ngày không? Trả lời: hãy tự xem xét tâm mình, tự trình pháp cho mình. Một vị sư có thể hôm nay đang nóng giận hoặc tham muốn điều gì, vị sư đó có thể chẳng cần đến hỏi tôi điều này, phải không? 85. Cơ thể ta là tập hợp của tứ đại. Chúng ta dùng sự chế định để mô tả sự vật, nhưng chúng ta lại dính mắc vào sự chế định và xem chúng là cái gì thực có. Như người và vật được đặt tên chẳng hạn. Bây giờ chúng ta thử trở về với thời kỳ trước khi mọi vật được đặt tên và gọi đàn ông là đàn bà và đàn bà là đàn ông, thì có gì khác biệt đâu. Hay nhưng bây giờ đã dính mắc vào tên và sự chế định rồi, nên chúng ta có chiến tranh về giới tính và các loại chiến tranh khác. Hành thiền là nhìn xuyên thấu tất cả những điều này để có thể đạt đến chỗ vô điều kiện và bình an, không chiến tranh, không hận thù. 87. Nhiều người trở thành nhà sư vì có đức tin, nhưng về sau họ dẫm đạp lên những lời dạy của Đức Phật. Họ có kiến thức sâu rộng hơn, nhưng họ không chịu thực hành. Thật vậy, ngày nay có rất ít người thật sự thực hành. 88. Lý thuyết và thực hành. Cái đầu là biết tên thuốc, và cái sau là biết đi tìm thuốc và uống thuốc. 89. Âm thanh. Bạn thích tiếng chim hót nhưng ghét tiếng xe chạy. Bạn sợ chốn đông người và tiếng động, và bạn muốn sống trong rừng một mình. Hãy bỏ đi tiếng động và hãy chăm sóc trẻ thơ. Trẻ thơ ở đây là sự thực hành. 90. Một chú Tân Sa Di hỏi rằng: thiền sinh mới phải hành thiền như thế nào? Ajahn Chah trả lời: giống như thiền sinh cũ. Vậy thiền sinh cũ hành thiền như thế nào? Vẫn giữ như vậy. 91. Người ta bảo rằng những lời dạy của Đức Phật rất đúng, nhưng khó áp dụng trong xã hội. Chẳng hạn như họ nói: tôi còn trẻ, không có cơ hội hành thiền, khi già tôi sẽ hành thiền. Bạn có thể nói rằng: bây giờ còn trẻ,
tôi chẳng có thì giờ để ăn. Khi tôi già, tôi sẽ ăn không? Nếu dúi vào bạn một khúc lửa đỏ, bạn sẽ nhảy dựng lên. Đúng vậy. Nhưng vì sống trong xã hội này, nên bạn không thể tránh được nó. 92. Giới, định, huệ là cốt tủy của việc thực hành trong Phật giáo. Giới giữ cho thân khẩu trong sạch, và thân là chỗ cư ngụ của tâm. Như vậy, trong việc thực hành phải có đầy đủ giới, định, huệ. Giống như một khúc gỗ được cắt làm ba phần, nhưng thật ra cũng chỉ là một khúc gỗ thôi. Không thể dứt thân khẩu đi, cũng không thể dứt tâm đi. Chúng ta phải thực hành với cả thân và tâm. Như vậy, giới, định, huệ là một tập hợp hài hòa cùng nhau làm việc. 92. Tha thứ, bao dung lỗi lầm của ai đó gây cho mình đôi khi thật sự khó khăn. Tuy nhiên, tha thứ chính là sự kết nối tình cảm giữa người với người, làm cho cuộc sống trở nên an lạc, giàu tình yêu thương, nhân ái. Tha thứ cũng là cách để tâm hồn chúng ta thanh thản. Học cách tha thứ để giúp cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn. Đức Phật đã dạy rằng, tài sản quý giá nhất của đời người chính là lòng khoan dung. Những lời Phật dạy về sự tha thứ vô cùng sâu sắc, giúp chúng ta tự suy ngẫm lại bản thân và có cái nhìn tích cực hơn trong cuộc sống. Khi chúng ta bị ai đó làm tổn thương, bị phản bội, làm hại, thậm chí là nguy hiểm đến cả tính mạng, thì sự tha thứ chưa bao giờ là dễ dàng và có thể nói là việc không thể thực hiện được. Chỉ khi chúng ta tìm hiểu, tìm cách để tha thứ cho người khác, nếu không muốn giữ mãi trong lòng những nỗi uất hận và sợ hãi. Tha thứ là việc bỏ qua lỗi lầm của người khác. Tha thứ không phải là xóa đi những vết thương mà người khác gây ra cho mình, mà là cách để bản thân tự chữa lành những vết thương đó. Đức Phật nói rằng, giữ hận thù trong lòng cũng giống như uống thuốc độc và hy vọng người khác sẽ chết. Hận thù chỉ mang lại nhiều đau khổ hơn mà thôi. Chúng ta tha thứ cho người khác cũng chính là đang giúp chúng ta có một cuộc sống tốt đẹp, luôn nhìn về phía trước, nhìn về tương lai, hạnh phúc và có được sự bình an lâu dài. Có một câu chuyện rằng, một thiền sinh hỏi: Thưa sư phụ, con đau khổ vì cha mẹ tàn nhẫn, người yêu ruồng bỏ, anh em phản bội, bạn bè phá hoại. Không phải làm sao để hết oán hận và thù ghét đây? Vị sư phụ đáp: Con ngồi xuống tĩnh tâm và tha thứ hết cho họ. Một thời gian sau, người đệ tử trở lại: Con đã học được tha thứ cho họ, thật nhẹ cả người. Sư phụ đáp: Chưa xong, con về tĩnh tâm mở hết lòng ra yêu thương họ. Người đệ tử gãi đầu: Tha thứ cho họ đã quá khó, yêu thương họ thì... Thôi được, con sẽ làm. Một tuần sau, người đệ tử trở lại, mặt vui vẻ, khoe với sư phụ là đã làm được việc thương những người trước đây đã đối xử tệ bạc với mình. Sư phụ gật gù: Tốt, giờ con về tĩnh tâm ghi ơn họ. Nếu không có họ đóng những vai trò đó, thì con đâu có cơ hội tiến hóa tâm linh. Người đệ tử trở lại, lần này tin tưởng rằng mình đã học xong bài vở. Con đã học được và ghi ơn hết những người đã cho con cơ hội học được sự tha thứ. Sư phụ cười: Vậy con về tĩnh tâm lại đi nhé. Họ đã đóng đúng vai trò của họ, chứ có lỗi làm gì mà tha thứ với không tha thứ. Phật dạy rằng,
chỉ có sự tha thứ mới làm cho tâm hồn của ta thanh thản. Vì vậy, tha thứ là một bước vô cùng quan trọng để chúng ta có được sự an lạc trong tâm hồn cũng như trong cuộc sống. Hãy lắng nghe và suy ngẫm những lời Phật dạy về sự tha thứ. Đạo Phật nói rằng, có đau khổ thì mới có được an lạc. Chỉ khi trải qua đau khổ, chúng ta mới quý trọng những ngày tháng tươi đẹp. Chính những hoàn cảnh dẫn đến sự đau khổ thì chúng ta mới có cơ hội tăng trưởng trí tuệ và từ bi. Phật dạy rằng, cố chấp không tha thứ sẽ làm cho bản thân chúng ta đau khổ. Trong cuộc đời con người, ai cũng sẽ có những lúc lầm lỗi, sẽ có những lúc vô tình làm tổn thương người khác. Chúng ta không nên oán trách, ghét bỏ hay cô lập họ, mà hãy cảm thông và tha thứ cho những lúc người khác sai lầm, để có thể tự tha thứ cho mình trong khi những sai lầm của mình gây ra. Một người nếu tự đáy lòng không thể tha thứ cho kẻ khác thì lòng họ sẽ không bao giờ thanh thản. Nếu không thể buông bỏ những lỗi lầm mà người khác gây ra cho mình thì cũng không thể buông bỏ được sự hận thù, đau khổ khỏi bản thân. Hận thù kéo theo đau khổ, và càng nhiều đau khổ thì ta lại càng dày dò quá khứ, càng nung nấu hận thù. Tha thứ cho người khác cũng như tha thứ cho bản thân mình là một bước quan trọng trong việc đạt tới sự an lạc và giác ngộ. Tha thứ là cách duy nhất để buông bỏ phiền não, là phúc khí lớn nhất của đời người. Trong đời người, kể từ khi sinh ra, sẽ phải gặp rất nhiều những việc không hài lòng, sẽ gặp phải những người không vừa mắt. Nếu bạn không học được cách tha thứ, sẽ làm cho bản thân rất đau khổ và sống rất mệt mỏi. Học thức, nhận thức và sự tu dưỡng của mọi người là khác nhau, nên cách đánh giá, nhìn nhận một sự việc cũng không giống nhau. Cho nên giữa người với người cho sự va chạm, cọ xát, sự mâu thuẫn cũng là điều bình thường. Tha thứ không có nghĩa là yếu đuối, nhu nhược, mà là tự đặt mình ở một tầm cao nhất định. Chúng ta từng hay trách móc người khác khi có chuyện xảy ra, mà ít khi tự trách mình, bởi lẽ ai ai cũng tìm lý do biện hộ cho mình. Bạn có bao giờ trách người khác một cách nặng nề, ghét bỏ, hận thù, thậm chí không ngừng chỉ trích? Tha thứ là cách để thoát khỏi bế tắc, càng trách càng hận thù và đau khổ. Theo đạo Phật, tha thứ được xem là một bài tập nhằm ngăn ngừa những ý niệm có hại cho bản thân mình. Đạo Phật đã chỉ rõ những suy nghĩ tiêu cực như hận thù, ganh ghét, giận dữ có làm ảnh hưởng lớn và lâu đến nghiệp ý. Do vậy, mọi người đều phải tu dưỡng và nuôi dưỡng những ý niệm tốt đẹp từ bi. Đầu tiên, chúng ta phải hiểu khái niệm nhân quả là tâm điểm của lời Phật dạy. Tha thứ không phải là việc dễ dàng, nhưng nếu chúng ta biết đặt địa vị của mình vào người đó để cố gắng thấu hiểu, chỉ có như vậy chúng ta mới có thể cảm thông và tha thứ cho họ. Khi một người làm chúng ta tổn thương, làm chúng ta phải chịu những nỗi đau, nhưng cuối cùng thì chúng ta lại không trách họ mà bỏ qua hết những chuyện đáng tiếc. Chúng ta nhận thức và trải qua nỗi đau bị tổn thương nhưng vẫn sẵn lòng cho qua, tìm cách để thấu hiểu những hành động trước đây người khác đã gây ra cho mình. Đó chính là lòng từ bi. Nếu họ càng tỏ ra bất cần và không biết những lỗi thì lại càng đáng thương hơn, bởi không biết bao giờ họ mới tỉnh ngộ để có thể cho mình một đời sống bình an và hạnh phúc lâu dài. Tha thứ là dòng suối nguồn tưới mát ngọn lửa hận thù đang thiêu cháy tâm can. Không thể mở rộng tấm lòng dung nạp người khác, khẳng định là bạn cũng không thể thành công trên đường đời. Tha thứ chính là tâm từ bi, thiện lương. Để có thể tha thứ cho người khác dễ dàng hơn,
chúng ta nên nuôi dưỡng cho mình một tấm lòng lương thiện, bao dung. Hãy luôn tin rằng tha thứ chính là liều thuốc có thể chữa trị mọi vết thương, hận thù, đau khổ trong lòng, và để có được một cuộc sống thanh thản, an lạc. Hãy xả bỏ tất cả. 165. Hãy học cách xả bỏ mọi chuyện thế gian, đừng tìm cách chống lại chúng. Hãy vui với chúng. Hãy tìm cách điều động hay đối xử với chúng. Khi thân này bị bệnh và đau nhức, ta tìm kinh để tụng. Ta muốn kiểm soát và điều khiển thân này. Ta không muốn cơ thể này đau. Kinh trở thành một loại nghi lễ huyền bí, khiến chúng ta rối rắm thêm trong tham ái dính mắc. Đó là vì chúng ta tụng kinh để khử trừ bệnh tật, để được sống bền vững lâu dài. Thật ra, Đức Phật ban cho chúng ta giáo pháp là để chúng ta biết sự thật của cơ thể này, nhờ thế chúng ta có thể xả bỏ nó. Nhưng chúng ta biến những lời dạy của Ngài thành kinh tụng để gia tăng thêm sự si mê của chúng ta. 166. Hãy tìm hiểu thân thể và tâm trí bạn. Hãy bằng lòng với sự thanh đạm ít ỏi. Đừng quá dính mắc vào giáo pháp. Đừng nắm giữ hay nhảy bổ vào những cảm xúc của mình. 167. Nhiều người sợ bố thí, họ cảm thấy bị áp chế và bóc lột khi phải cho ra. Muốn trao dồi lòng từ thiện, bạn chỉ cần áp chế chính lòng tham muốn dính mắc của mình, chứ không ai áp chế bạn cả. Làm như thế thì bản chất thật sự của chúng ta sẽ tự chinh phục lấy chính nó để trở nên nhẹ nhàng và tự do hơn. 168. Nắm cục lửa hàng xóm trong tay, bạn sẽ bị bỏng. Nắm cục lửa nhà bạn, bạn cũng bị bỏng. Cả hai cục lửa đều nóng. Thế nên đừng sờ vào những gì có thể làm bạn bỏng tay, dầu đó là thứ gì và ở đâu đi nữa. 169. Người ngoài có thể cho rằng chúng ta điên khùng khi thấy chúng ta sống trong rừng và ngồi chẳng khác nào những pho tượng đá như thế này. Thế nhưng họ sống ra sao? Họ cười, họ khóc, và có lúc họ giết hại lẫn nhau vì quá tham lam và sân hận. Vậy thì ai điên khùng đây? 170. Thấy gì dạy người khác, Ajahn Chah chỉ tạo hoàn cảnh và cơ hội đặc biệt để họ tự tìm hiểu chính mình. Ajahn Chah nói, những gì tôi hướng dẫn các bạn chỉ hiểu 15%, hoặc nếu đã làm nhà sư được 5 năm, thì có thể hiểu 5%. Một vị sư trẻ thưa rằng, như vậy con được 1% vì con mới tu được 1 năm. Ajahn Chah lắc đầu cười nói, không, 4 năm đầu con không được 1% nào cả. Đến 5 thứ 5, con sẽ hiểu 5%. 171. Một người học trò của Ajahn Chah khi được hỏi rằng liệu nhà sư sẽ giữ bộ y suốt đời hay sẽ hoàn tục, vị sư học trò trả lời rằng, thưa thầy, con thấy rất khó để nói đến điều đó, mặc dù không hề nghĩ đến chuyện hoàn tục. Nhưng thật ra con cũng chẳng hề quyết định sẽ giữ mãi chiếc y này cho đến lúc chết. Sau khi nhìn vào bên trong mình, vị sư trẻ nói, dường như tâm con chẳng có nghĩa lý gì cả. Ajahn Chah bèn trả lời, tâm chẳng có nghĩa lý gì cả, đó chính là giáo pháp. 172. Có người hỏi Ajahn Chah rằng,
tại sao một xứ Phật giáo như Thái Lan lại có nhiều tội phạm hình sự? Ajahn Chah trả lời: người nào làm những điều bất thiện, người đó không phải là Phật tử. Họ làm những công việc của họ chẳng liên quan gì đến Phật giáo. Đức Phật chẳng bao giờ dạy họ làm những điều như thế. 173. Có người hỏi Ajahn Chah rằng: ngài có phải là một vị A-la-hán không? Ajahn Chah trả lời: tôi như cây cổ thụ đầy lá, hoa và trái. Chim chóc tới ăn và làm tổ trong cây đó, nhưng cây cổ thụ không hiểu gì về thân phận của nó. Nó cứ sống tự nhiên như vậy thôi. Nó sao thì nó vậy. 174. Hỏi: tôi có thể quan sát tham lam và sân hận, nhưng làm thế nào để kiểm soát suy mê? Đáp: bạn như người đang cưỡi ngựa mà lại hỏi con ngựa đâu. 175. Một số người chỉ do đức tin mà trở thành nhà sư, nhưng lại gặp khó khăn trong khi sống trong giáo pháp, thực hành giáo pháp. Họ không hiểu rõ chính mình. Hiện nay rất ít người thật sự thực hành giáo pháp vì có quá nhiều chướng ngại phải vượt qua. Nhưng nếu chúng không tốt, hãy để cho chúng chết. Nếu chúng không chết, hãy làm cho chúng tốt. 176. Bạn bảo rằng bạn yêu người yêu 100%. Được, hãy mổ xẻ cơ thể người ấy ra để xem thử bạn còn yêu được bao nhiêu phần trăm. Hoặc nếu bạn quá thương nhớ khi cô ta xa bạn, thì tại sao bạn không bảo cô ta gửi cho bạn một bộ phận của cô ta? Mỗi khi bạn nhớ cô ta thì hãy dở bộ phận ra ngửi. Ghê tởm chưa? Đó là cái mà bạn yêu thương đấy. Cái gì làm cho tim bạn đập như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực mỗi khi bạn gặp một cô gái hấp dẫn hay ngửi thấy mùi nước hoa của cô ta? Sức mạnh nào vậy? Nó kéo hút bạn, nhưng bạn buông xuôi, không hề chống lại. Cuối cùng, bạn phải trả một giá rất đắt. Bạn hiểu chứ? 177. Một hôm, Ajahn Chah muốn dọn một khúc cây lớn bị gãy và đang nằm choáng đường. Ajahn Chah cùng người học trò, mỗi người một đầu khiêng khúc cây dứt đi. Trong khi nâng khúc cây lên, Ajahn Chah hỏi: nặng không? Sau khi đã dứt khúc cây vào bên đường, Ajahn Chah hỏi: bây giờ có còn nặng không? Đó là cách mà Ajahn Chah dạy cho học trò tìm thấy giáo pháp trong mọi lời nói và tác động hàng ngày. Trong trường hợp này, Ajahn Chah chỉ cho thấy lợi ích của sự xả bỏ. 178. Một người học trò của Ajahn Chah trong lúc rút dây cắm máy thâu băng ra khỏi ổ điện, sự ý nắm vào chốt điện và bị giật nên vội vàng buông bỏ dây ra. Ajahn Chah không bỏ lỡ cơ hội dạy giáo pháp, bèn nói: ồ, sao con có thể buông bỏ một cách dễ dàng như vậy? Ai dạy con đó? 179. Một số nhà sư Tây Phương đã tổ chức một ngày Giáng sinh đặc biệt với một buổi lễ tặng quà và làm phước. Một số thiện tín thắc mắc tại sao Phật giáo lại tổ chức lễ Giáng sinh Thiên Chúa giáo. Ajahn Chah giải thích: thân tâm mọi người đều có cùng bản chất như nhau, tất cả đều phải sinh ra, đều phải già, đều phải chết. Khi bạn hiểu được điều đó thì sự khác biệt không còn quan trọng nữa. Bất kỳ cái gì giúp chúng ta thấy rõ chân lý, giúp chúng ta làm điều tốt đẹp đều là lối thực hành đúng.
có thể gọi đây là ngày gì cũng được. Tại sao không thể gọi đây là ngày Thiên Chúa Phật Pháp? Ai thực hành đúng thì họ đã thực hành Phật Đà Thiên Chúa Giáo, và mọi chuyện đều tốt đẹp. Hãy loại bỏ mọi luyến ái, dính mắc vào những sự chế định của thế gian, để nhìn thấy mọi diễn biến của sự vật một cách chính xác và tự nhiên. 180. Trong thời gian người Lào và Campuchia đổ xô vào Thái Lan tị nạn, nhiều cơ quan từ thiện tổ chức thăm viếng giúp đỡ. Một số nhà sư Tây Phương cảm thấy ái ngại khi ngồi trong rừng sâu hành thiền, trong khi các tổ chức tôn giáo khác đang hăng hái làm việc. Họ bèn đến gặp Ajahn Chah để bày tỏ mối quan tâm của mình. Ajahn Chah nói: "Giúp đỡ mọi người trong các trại tị nạn là việc làm tốt đẹp. Đó là bổn phận tự nhiên của chúng ta. Nhưng muốn cứu người khác thì trước hết mình phải sáng suốt, không bị mê mờ. Nhiều người có thể đến trại tị nạn để phân phát quần áo chăn mền, nhưng ít ai có thể ngồi yên trong rừng để tìm hiểu tâm mình. Bao lâu chúng ta còn chưa biết cung cấp thức ăn và quần áo cho tâm người khác thì thế gian này vẫn còn người tị nạn." 181. Sau khi lắng nghe một đệ tử đọc tâm kinh Bát Nhã, Ajahn Chah nói: "Không có không, cũng không có Bồ Tát." Rồi hỏi tiếp: "Kinh này từ đâu đến?" Người học trò trả lời: "Thưa thầy, theo con nghĩ thì do Đức Phật thuyết." Ajahn Chah nói: "Không có Phật. Kinh này nói về trí tuệ thâm sâu vượt mọi điều kiện của thế gian. Nhưng nếu không dùng những điều kiện của thế gian, làm sao mà nói đây? Có phải thế không?" 182. Muốn trở thành thánh nhân, ta phải thay đổi cho đến khi chỉ còn cái thân trơ. Tâm hoàn toàn đổi thay, nhưng thân dường như luôn luôn có mặt, giận nóng lạnh đau nhức và bệnh hoạn. Thế nhưng nhờ tâm đã biến đổi nên nó nhìn sinh già đau chết dưới ánh sáng chân lý. 183. Có người hỏi Ajahn Chah về sự giác ngộ. Ajahn Chah trả lời: "Giác ngộ chẳng có gì khó hiểu. Chỉ lột vỏ chuối ra bỏ vào miệng là bạn sẽ biết ngay hương vị của nó. Bạn phải thực hành để tự mình chứng ngộ, và bạn cần phải kiên trì. Nếu thành đạo dễ dàng thì mọi người đã làm rồi. Tôi bắt đầu vào chùa từ lúc 8 tuổi và trở thành một nhà sư đã hơn 40 năm. Còn bạn thì chỉ muốn hành thiền 1-2 đêm thôi để đi thẳng đến Niết Bàn. Đâu phải chỉ cần ngồi xuống là tức khắc giác ngộ. Không phải chỉ cần một người nào đó gõ vào đầu bạn một cái là bạn thành đạo ngay. Bạn không cần phải hoàn toàn đắc đạo mới có thể hướng dẫn người khác. Chỉ cần thành thật với họ và nói cho họ những gì bạn biết từ chính tâm bạn. Hãy nói cho người ta biết những gì trong khả năng của bạn. Đừng giả vờ như có thể nhấc được tảng đá to, trong khi bạn chỉ có thể nhấc tảng đá nhỏ. Người ta sẽ không cảm thấy khó chịu nếu biết bạn đang thực hành và đang làm việc. Thế rồi cuối cùng bạn có thể nhấc được tảng đá to. 184. Đường lối của thế gian là làm việc gì cũng kỳ vọng để được đền đáp trở lại. Nhưng trong Phật giáo, chúng ta làm mà không cần sự đền đáp. Tuy nhiên, nếu chẳng muốn gì cả thì sẽ được cái gì? Chẳng được gì cả. Những gì chúng ta có được chỉ là nguyên nhân của sự đau khổ mà thôi. Như vậy,
thực hành để chẳng được gì cả, nhưng tâm bình an tĩnh lặng là được rồi. 185. Đức Phật dạy chúng ta hãy buông bỏ tất cả những gì có bản chất tạm bợ, không vững bền. Nếu buông bỏ, bạn sẽ thấy chân lý. Nếu không buông bỏ, bạn sẽ không thấy rõ sự thật. Chỉ có vậy thôi. Và khi trí tuệ khai mở rồi, thì nhìn đâu bạn cũng thấy chân lý. 186. Một cái tâm trống không, không có nghĩa là chẳng có gì trong đó cả. Nó không có phiền não, nhưng nó có đầy trí tuệ. 187. Người ta chẳng chịu suy nghiệm về sự già, đau, chết. Họ chỉ muốn nói đến không già, không đau, không chết. Thế nên họ chẳng bao giờ hưởng được hương vị của giáo pháp. 188. Nhiều người nghĩ rằng hạnh phúc là đạt được những gì mình yêu, mình thích, và chỉ muốn mọi người nói đến những gì mình yêu thích thôi. Phải chăng đó là cách bạn tìm hạnh phúc, mong muốn rằng trên toàn thế giới, nơi đâu bạn cũng chỉ nghe người ta nói đến những điều bạn yêu, bạn thích? Điều đó có thể được chăng? Tìm hạnh phúc bằng phương cách đó thì bao giờ mới tìm được? 189. Cỏ hoa, cây cối, núi rừng, vân vân sống theo đường lối riêng của chúng. Chúng mọc lên, chúng chết đi cũng theo bản chất riêng của chúng. Chúng sống một cách tự nhiên, vô tri, vô giác, trơ trơ bất động. Chúng ta thì khác, chúng ta quấy động mọi thứ. Nhưng cơ thể chúng ta cũng chỉ đi theo đường lối tự nhiên, sinh ra, trưởng thành và cuối cùng là chết. Đường lối tự nhiên của cơ thể con người là vậy. Ai mong muốn cơ thể đi theo đường lối khác, kẻ đó sẽ đau khổ. 190. Đừng nghĩ rằng học nhiều, biết nhiều là hiểu giáo pháp. Đó chẳng khác nào nói rằng bạn thấy mọi vật do bạn có mắt, hoặc bạn nghe mọi vật do bạn có tai. Bạn có thể thấy nhưng không thấy trọn vẹn. Bạn chỉ thấy với con mắt bên ngoài mà không thấy bằng con mắt bên trong. Bạn nghe bằng tai bên ngoài mà không nghe bằng tai bên trong. 191. Đức Phật dạy chúng ta dứt bỏ mọi hình thức bất thiện và dung bồi giới hạnh. Đó là chánh đạo. Bằng cách này, Đức Phật đã đặt chúng ta vào chỗ khởi đầu của con đường. Khi đã ở trên con đường rồi, thì có đi hay không là tùy ở ta. Nhiệm vụ của Phật như thế là xong. Ngài chỉ cho chúng ta con đường. Đây là con đường đúng đắn, và đây là con đường sai lầm. Như vậy là đủ rồi. Chuyện còn lại là ở ta. 192. Phải tự mình thấy giáo pháp. Tự mình ở đây có nghĩa là tự mình thực hành. Bạn chỉ có thể dựa vào thầy 50% mà thôi. Ngay cả giáo pháp tôi hướng dẫn cho bạn cũng chỉ là những lời nói suông, vô ích. Nếu bạn tin những điều đó với lý do là do tôi nói, thì bạn cũng chẳng sử dụng những lời dạy của giáo pháp một cách thích nghi. Nếu bạn hoàn toàn tin tưởng nơi tôi thì bạn thật là điên rồ. Hãy lắng nghe giáo pháp, thấy được lợi ích của giáo pháp, rồi tự mình đem ra thực hành để thấy giáo pháp trong chính bạn. Điều đó mới thật có lợi ích lớn lao. 193. Đôi lúc trong khi đang kinh hành, thấy trời sắp chuyển cơn mưa nhẹ, tôi đã muốn bỏ việc kinh hành để đi vào phòng. Nhưng khi nhớ nghĩ đến thời gian tôi làm việc đồng ruộng, quần tôi bị ướt đêm hôm trước, nhưng tôi phải mặc lại lúc trời chưa sáng, rồi bước xuống nhà sàn dẫn trâu rời chuồng. Tôi phải cầm dây dính đầy phân dẫn trâu ra khỏi nơi lầy lội bùng sình.
thì đã yên đâu. Trâu dãy đuôi dính đầy phân bẩn đập vào người tôi. Mặc dù chân cẳng nhức nhối, nhưng tôi phải dẫn trâu đi. Tôi thầm nghĩ, đời sao khổ thế này. Bây giờ chỉ một chút mưa nhỏ mà tôi lại đành bỏ sự kinh hành hay sao? Sự suy nghĩ này đã khích lệ tôi trong việc thực hành giáo pháp. 194. Tôi chẳng biết phải nói như thế nào đây. Tôi nói đến những cái cần phải làm và những cái cần phải dứt bỏ. Nhưng chẳng có cái gì để làm và chẳng có cái gì để dứt bỏ. Mời gọi. Những điều tôi nói nãy giờ chỉ đơn thuần là những lời nói thôi. Ai đến gặp tôi sẽ có chuyện để nói với họ. Nhưng tốt nhất là chẳng nên nói nhiều về những điều này. Việc thực hành quan trọng hơn. Hãy bắt tay vào việc thực hành, đừng chần chờ gì nữa. Tôi chẳng khác nào một người bạn tốt mời bạn đi đến một nơi nào đó. Đừng do dự nữa, hãy lên đường. Bạn sẽ không bao giờ ân hận đâu. Một thiền sinh Zen hỏi Ajahn Chah: Sư bao nhiêu tuổi? Sư sống ở đây quanh năm suốt tháng phải không? Ajahn Chah trả lời: Tôi không sống ở đâu hết. Ông không kiếm ra tôi ở đâu hết. Muốn có tuổi tác thì phải hiện hữu, mà nghĩ rằng mình hiện hữu là chuốc lấy rắc rối rồi. Chúng ta không tạo ra vấn đề thì thế giới cũng không có rắc rối. Đừng tạo ra cái tự ngã, chẳng có gì đáng nói thêm nữa hết. Hồi hướng. Nguyện cho tất cả chúng sanh cùng chia trọn vẹn phước lành này đây. Nguyện cho tất cả từ đây luôn luôn an lạc, duyên may mọi miền. Nguyện xin chư vị lòng thiên, trên trời dưới đất oai thiên phép màu, đồng chia công đức dày sâu, hộ trì Phật pháp bền lâu muôn đời. Văn phòng Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, số 1355 Hoàng Sa, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa Diệu Pháp, số 72 / 14, Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại số 028 3620 8438. Website diệupháp-âm.net. Kênh YouTube youtube.com/diệupháp-âm. Vô thường. 44. Các pháp trên thế gian hiện hữu qua sự thay đổi, bạn không thể chống lại hay ngăn cản chúng. Hãy nghĩ xem, bạn có thể thở vào mà đừng thở ra được không? Làm như vậy có cảm thấy thoải mái không? Hoặc thở ra mà đừng thở vào sẽ như thế nào? Chúng ta không muốn chuyện đổi thay, nhưng sự vật không ngừng thay đổi. 45. Nếu biết rằng mọi chuyện đều đổi thay, thì bạn còn băn khoăn, thắc mắc, suy nghĩ mông lung gì nữa?
bất kỳ chuyện gì xảy ra, bạn chỉ cần tự nhủ: à, lại một chuyện nữa, vậy thôi. 46. Lời nói bỏ qua sự vô thường không phải lời nói của kẻ trí. 47. Nếu bạn thấy rõ ràng sự đổi thay thì bạn sẽ thấy được sự không thay đổi. Sự không đổi thay ở đây là sự vật không thể nào không thay đổi. Nếu hiểu được rằng chỉ có sự đổi thay là không bao giờ thay đổi thì bạn hiểu được Đức Phật, và bạn có thể tôn trọng, cúng dường Ngài một cách đúng đắn. 48. Nếu tâm bạn nói rằng bạn đã đắc quả thánh thứ nhất, hãy đến đảnh lễ bậc thánh thứ nhất. Ngài sẽ nói cho bạn biết rằng tất cả đều không vững bền. Nếu bạn gặp bậc thánh thứ hai, hãy đến đảnh lễ. Ngài sẽ nói cho bạn biết rằng tất cả không có gì chắc chắn. Nếu bạn gặp bậc thánh thứ ba, hãy đến đảnh lễ. Ngài chỉ nói không vững bền. Nếu bạn gặp bậc thánh thứ tư, hãy đến đảnh lễ. Ngài sẽ nói cho bạn biết rằng tất cả hoàn toàn không vững bền. Bạn sẽ nghe từ các bậc thánh rằng tất cả đều không vững bền, đừng dính mắc vào bất cứ cái gì. 49. Thỉnh thoảng tôi đi thăm những chùa tháp cổ, một vài nơi bị đổ dở. Có thể một trong những người bạn tôi sẽ than: thật đáng tiếc. Tôi trả lời rằng: nếu không có sự đổ dở thì chẳng có Đức Phật, chẳng có giáo pháp. Nó đổ dở như thế vì nó hoàn toàn phù hợp với những lời Phật dạy. 50. Mọi sự trên thế gian đều đi theo đường lối tự nhiên, không có khoa học nào có thể cản trở bước đi của chúng. Bạn có thể đến nha sĩ để chăm sóc răng, nhưng dầu nha sĩ có săn sóc răng bạn kỹ lưỡng thế nào đi nữa, cuối cùng chúng cũng đi theo đường lối của chúng. Ngay cả nha sĩ cũng bị hư răng. Mọi vật rốt cuộc rồi cũng tan rã cả. 51. Cái gì chắc chắn bền vững đây? Chẳng có gì ngoài đau khổ. Đau khổ đến và đi, hạnh phúc lại thay chỗ cho đau khổ, cứ thế mãi. Ngoài chuyện đó ra, chẳng có gì nữa cả. Nhưng chúng ta là những kẻ lạc đường, không ngừng chạy theo và nắm bắt dục lạc. Dục lạc không thật đâu, chỉ là sự thay đổi thôi. Nghiệp. 52. Người không hiểu giáo pháp khi làm điều quấy, họ thường nhìn quanh để xem có ai thấy không. Nhưng nghiệp của chúng ta luôn luôn theo dõi ta, không thể nào thoát quả của nghiệp. 53. Hành động tốt đem lại quả tốt, hành động xấu đem lại quả xấu. Đừng kỳ vọng thánh thần chư thiên, những kẻ khuất mày khuất mặt sẽ bảo vệ bạn. Cũng đừng tin tưởng ngày tốt ngày xấu, đó là những điều không thật. Bạn sẽ luôn luôn đợi chờ ngày tốt, giờ tốt, tháng tốt, năm tốt, vị thần này, vị thánh nọ. Tin tưởng vào những điều đó chỉ đem lại đau khổ cho bạn mà thôi. Hãy nhìn vào hành động và lời nói của bạn, nhìn vào nghiệp của bạn. Làm lành bạn sẽ gặt quả vui, làm ác bạn sẽ mang quả khổ. 54. Thực hành một cách đúng đắn, bạn sẽ làm cho nghiệp cũ mất đi. Mọi chuyện đến rồi đi, sinh rồi diệt. Bạn hãy ý thức và để chúng diễn biến theo đường lối của chúng. Cũng như có hai cội cây, nếu bạn bón phân và tưới nước cho cội cây này và bỏ mặc cội cây kia,
thì bạn khỏi cần băn khoăn khi nhìn thấy một cội cây tốt tươi và một cội cây còm cõi. 55. Một số các bạn hàng ngàn dặm từ Âu Mỹ hay các xứ xa xăm đến thiền viện Papong này để học hỏi giáo pháp. Các bạn phải trải qua nhiều khó khăn để đến được nơi này. Trong khi đó, có những người ở cách thiền viện chỉ một bức tường mà không hề bước chân vào cổng. Thử nghĩ xem, các bạn có nghiệp tốt biết bao. 56. Làm việc gì xấu, bạn không thể trốn đi đâu được. Dù không ai thấy bạn đi nữa, bạn cũng tự thấy mình. Có trốn xuống hố sâu, bạn cũng thấy mình ở đó. Không có cách nào trốn thoát các nghiệp đã tạo. Cũng vậy, tại sao bạn không thấy được sự ô nhiễm của mình? Bạn thấy tất cả an tịnh, dao động, giải thoát, phiền não. Bạn tự thấy tất cả. Hành thiền. 57. Hãy bắt tay vào việc hành thiền, đừng đi lanh quanh đợi chờ gặp vị Phật tương lai nữa. Bạn đã đi lanh quanh đủ rồi. 58. Tôi nghe có người than phiền: "Ôi, năm nay là năm rất xấu đối với tôi." "Sao vậy?" "Tôi đào suốt năm, tôi chẳng hành thiền được gì cả." "Ồ, nếu họ không hành thiền khi cái chết gần kề thì họ hành thiền lúc nào?" "Nếu cảm thấy khỏe khoắn thoải mái, bạn có nghĩ rằng họ sẽ hành thiền không?" "Không, họ chỉ lạc lối trong hạnh phúc." "Nếu họ đau khổ, họ vẫn không hành thiền, họ cũng lạc lối trong đau khổ luôn." "Tôi chẳng biết đến lúc nào họ mới nghĩ rằng họ phải hành thiền." 59. Tôi đã quy định thời biểu và nội quy của trường thiền rồi, khỏi cần phải thay đổi nữa. Người nào muốn thay đổi, người đó không có chủ ý đến đây để hành thiền. Người như vậy thì làm sao kỳ vọng thấy được điều gì? Dầu họ có luôn luôn nằm ngủ cạnh tôi đi nữa, cũng chẳng hề thấy tôi. Dầu họ có ngủ cạnh Đức Phật đi nữa, họ cũng chẳng hề thấy Phật nếu họ không hành thiền. 60. Đừng nghĩ rằng chỉ cần ngồi nhắm mắt là hành thiền. Nếu nghĩ như vậy thì hãy gấp rút thay đổi tư tưởng đó đi. Hành thiền đều đặn là giữ chánh niệm trong mọi lúc, dầu đang đứng, đang đi, đang ngồi hay đang nằm. Sau giờ ngồi thiền, đừng nghĩ rằng bạn đã xả thiền. Phải biết rằng đó chỉ là sự thay đổi tư thế thôi. Nếu được như vậy, bạn sẽ có bình an thật sự. Dầu đang ở đâu, bạn cũng phải luôn luôn sống trong thiền, luôn luôn giữ tâm chánh niệm. 61. Dầu máu cạn, thịt khô, chỉ còn da bọc lấy xương, vân vân, ta sẽ không rời khỏi nơi này nếu không đắc đạo. Đọc câu kinh này, bạn nghĩ rằng bạn phải tận lực cố gắng. Bạn phải làm giống như Đức Phật. Nhưng bạn quên nghĩ rằng xe bạn quá nhỏ và xe Phật rất là to lớn. Dưới chiếc xe nhỏ bé như vậy thì làm sao chỉ trong một lần bạn có thể chở hết tất cả? Phật là một chuyện mà bạn là một chuyện khác. 62. Tôi đi khắp nơi để tìm chỗ hành thiền. Tôi chẳng biết rằng nó nằm sẵn tại đây trong tâm tôi. Thiền nằm ngay trong bạn. Sinh, già, đau, chết nằm ngay trong bạn chứ chẳng ở đâu xa. Tôi đi khắp mọi nơi cho đến khi mệt lả muốn đứt hơi, lúc ấy mới chịu dừng. Và khi dừng tôi nhận ra rằng cái mà tôi đi tìm nằm ngay trong tôi.
63. Không phải hành thiền để thấy thiên đường, mà để chấm dứt đau khổ. 64. Đừng dính mắc vào hình ảnh hay ánh sáng trong lúc thiền, đừng lên xuống theo chúng. Bộ thấy ánh sáng trong lúc thiền vĩ đại lắm sao? Cái đèn bấm của tôi cũng có ánh sáng vậy. Ánh sáng hay hình ảnh trong tâm trong lúc hành thiền không giúp chúng ta chấm dứt phiền não. 65. Không hành thiền thì bạn chẳng khác nào kẻ mù và điếc. Không phải dễ dàng thấy giáo pháp đâu. Bạn phải hành thiền để thấy những gì bạn chưa từng thấy. Không phải mới sinh ra bạn đã là thầy giáo ngay. Bạn phải đi học và làm học trò trước. Bạn chỉ thấy được vị chua của chanh khi bạn nếm chanh. 66. Khi hành thiền, nếu có tư tưởng nào đến, hãy nói, đó không phải là việc của ta. 67. Khi cảm thấy làm biếng, ta phải hành thiền. Không phải chỉ những lúc cảm thấy đầy năng lực hay thoải mái mới hành thiền. Đó là thực hành theo lời Phật dạy. Chúng ta chỉ chịu hành thiền khi cảm thấy thoải mái, nhưng phải đi đâu để tìm sự thoải mái? Muốn cắt đứt tham ái mà bạn lại thực hành theo tham ái vậy sao? 68. Phải luôn luôn quan sát chính mình trong khi làm bất kỳ việc gì. Chỉ đọc sách thôi thì không khởi sinh được gì cả. Ngày ngày trôi qua nhưng chúng ta chẳng nhìn thấy được chính mình. Người biết hành thiền là người thực sự nỗ lực hành thiền để biết. 69. Có nhiều cách hành thiền, nhưng tất cả đều trở về chỗ. Hãy để mọi sự tự nhiên, thoát ra ngoài chiến trường, đặt chân đến nơi an lành mát mẻ. Tại sao không thử xem? Bạn có dám không? 70. Chỉ nghĩ đến hành thiền mà không hành thì chẳng khác nào thả mồi bắt bóng, bỏ cái thực để lấy cái mơ hồ giả tạo. 71. Khi mới hành thiền được vài năm, tôi vẫn còn chưa tự tin. Sau khi có nhiều kinh nghiệm, tôi biết tin vào tâm tôi. Khi bạn có sự hiểu biết sâu xa như thế này, thì bất kỳ chuyện gì xảy ra, bạn có thể để chúng tự nhiên và mọi chuyện chỉ đến rồi đi thôi. Bạn sẽ đạt đến một nơi tâm bạn sẽ biết phải làm gì. 72. Dính mắc vào sự an tịnh còn tệ hại hơn là dao động bất an. Bởi vì ít ra bạn còn muốn thoát khỏi dao động, trong khi đó bạn hài lòng với an tịnh và không tiến xa hơn. Khi hành thiền mà tâm an lạc tĩnh lặng thì hãy thản nhiên tiếp tục việc hành thiền mà đừng dính mắc vào chúng. 73. Hành thiền là quán sát tâm và các cảm giác của tâm. Không có chuyện chạy theo hay tranh đấu gì cả. Hơi thở vẫn tiếp tục trong khi bạn làm việc. Thiên nhiên lo mọi chuyện của thiên nhiên. Việc của chúng ta là nỗ lực chánh niệm, nhìn vào bên trong để ý thức một cách rõ ràng. Thiền là vậy. 74. Không hành thiền đúng đắn thì tâm sẽ lan bạc dao động. Tâm lan bạc dao động thì chẳng khác nào đã chết. Tự hỏi xem thử, bạn có đủ thì giờ để hành thiền khi bạn sắp chết không? Hãy thường xuyên tự hỏi, khi nào ta chết? Thực hành theo cách này, tâm bạn sẽ tỉnh thức trong mọi lúc. Ý thức luôn luôn có mặt và chánh niệm tự động theo sau. Trí tuệ phát sinh, nhìn thấy sự vật như thực
và rất rõ ràng. Chánh niệm trông chừng, canh giữ tâm, giúp tâm biết được các cảm giác khởi sinh trong mọi lúc, ngày cũng như đêm. Có chánh niệm là có an tịnh tĩnh lặng và tự chủ. 75. Điều căn bản trước tiên trong việc hành thiền là phải thành thật và nghiêm túc. Thứ hai là thận trọng, đề phòng các hành động sai. Thứ ba là phải ít mong cầu và biết đủ. Nếu biết tri túc trong lời nói và trong mọi chuyện thì sẽ thấy được chính mình. Tâm sẽ không còn lang thang vô định mà có căn bản, giới, định và huệ. 76. Thoạt đầu bạn vội vã đi tới, vội vã đi lui và vội vã dừng lại. Bạn tiếp tục hành thiền như thế cho đến khi bạn đến một chỗ, ở đó dường như đi đến cũng không đúng, đi lui cũng không đúng, dừng lại một chỗ cũng không đúng. Thế là chậm dứt, không có dừng, không có đi, không có về. Thế là chậm dứt. Ngay chỗ đó bạn sẽ thấy chẳng có gì cả. 77. Nên nhớ là bạn hành thiền không phải để đạt được một cái gì, cũng không phải để loại trừ một cái gì. Không phải hành thiền với tham ái mà với xả bỏ. Nếu bạn muốn điều gì thì bạn đã đi ra ngoài thiền. 78. Cốt tủy của đạo thật giản dị, không cần phải giải thích dông dài. Loại bỏ yêu ghét và để mọi sự tự nhiên, đó là những điều tôi thực hành trong việc tu tập của tôi. 79. Hỏi sai chứng tỏ bạn vẫn còn hoài nghi. Việc hành thiền chỉ tốt đẹp khi nào nó giúp ích cho việc quán sát của bạn. Nhưng thấy chân lý hay không tùy thuộc ở sự thực hành của bạn. 80. Thực hành là học cách xả bỏ, chứ không phải để gia tăng sự dính mắc. Giác ngộ sẽ đến khi bạn chấm dứt ham muốn. 81. Nếu bạn có đủ thì giờ để chánh niệm, bạn có đủ thì giờ để hành thiền. 82. Hỏi: khi hành thiền, nếu có nhiều chuyện lạ diễn ra trong tâm thì nên tìm hiểu chúng hay chỉ ghi nhận sự đến đi của chúng? Trả lời: thấy một người đi ngang qua. Nếu đó là người lạ, bạn sẽ tự hỏi: ai vậy? Hắn đi đâu? Làm gì? Nếu đó là người quen, bạn chỉ cần ghi nhận sự đi ngang qua của hắn mà thôi. 83. Mong ước trong lúc hành thiền có thể là bạn hay kẻ thù. Nếu là bạn, nó sẽ khiến ta muốn hành thiền, muốn tìm hiểu, muốn chấm dứt khổ đau. Nếu là kẻ thù, nó sẽ khiến ta mong ước những gì chưa xảy ra, muốn đối tượng của mình có được những gì mà chính đối tượng đó không có. Nhưng cuối cùng, chúng ta phải xả bỏ mọi mong ước, ngay cả mong ước giác ngộ mới giải thoát được. 84. Hỏi: có cần phải trình pháp hàng ngày không? Trả lời: hãy tự xem xét tâm mình, tự trình pháp cho mình. Một vị sư có thể hôm nay đang nóng giận hoặc tham muốn điều gì, vị sư đó có thể chẳng cần đến hỏi tôi điều này, phải không? 85. Cơ thể ta là tập hợp của tứ đại. Chúng ta dùng sự chế định để mô tả sự vật, nhưng chúng ta lại dính mắc vào sự chế định và xem chúng là cái gì thực có. Như người và vật được đặt tên chẳng hạn. Bây giờ chúng ta thử trở về với thời kỳ trước khi mọi vật được đặt tên,
và gọi đàn ông là đàn bà và đàn bà là đàn ông thì có gì khác biệt đâu. Hay nhưng bây giờ đã dính mắc vào tên và sự chế định rồi, nên chúng ta có chiến tranh về giới tính và các loại chiến tranh khác. Hành thiền là nhìn xuyên thấu tất cả những điều này để có thể đạt đến chỗ vô điều kiện và bình an, không chiến tranh, không hận thù. 87. Nhiều người trở thành nhà sư vì có đức tin, nhưng về sau họ dẫm đạp lên những lời dạy của Đức Phật. Họ có kiến thức sâu rộng hơn, nhưng họ không chịu thực hành. Thật vậy, ngày nay có rất ít người thật sự thực hành. 88. Lý thuyết và thực hành. Cái đầu là biết tên thuốc, và cái sau là biết đi tìm thuốc và uống thuốc. 89. Âm thanh. Bạn thích tiếng chim hót nhưng ghét tiếng xe chạy. Bạn sợ chốn đông người và tiếng động, và bạn muốn sống trong rừng một mình. Hãy bỏ đi tiếng động và hãy chăm sóc trẻ thơ. Trẻ thơ ở đây là sự thực hành. 90. Một chú Tân Sa Di hỏi rằng: thiền sinh mới phải hành thiền như thế nào? Ajahn Chah trả lời: giống như thiền sinh cũ. Vậy thiền sinh cũ hành thiền như thế nào? Vẫn giữ như vậy. 91. Người ta bảo rằng những lời dạy của Đức Phật rất đúng, nhưng khó áp dụng trong xã hội. Chẳng hạn như họ nói: tôi còn trẻ, không có cơ hội hành thiền, khi già tôi sẽ hành thiền. Bạn có thể nói rằng: bây giờ còn trẻ, tôi chẳng có thì giờ để ăn, khi tôi già tôi sẽ ăn không? Nếu dúi vào bạn một khúc lửa đỏ, bạn sẽ nhảy dựng lên. Đúng vậy, nhưng vì sống trong xã hội này nên bạn không thể tránh được nó. 92. Giới, định, huệ là cốt tủy của việc thực hành trong Phật giáo. Giới giữ cho thân khẩu trong sạch, và thân là chỗ cư ngụ của tâm. Như vậy, trong việc thực hành phải có đầy đủ giới, định, huệ. Giống như một khúc gỗ được cắt làm ba phần, nhưng thật ra cũng chỉ là một khúc gỗ thôi. Không thể dứt thân khẩu đi, cũng không thể dứt tâm đi. Chúng ta phải thực hành với cả thân và tâm. Như vậy, giới, định, huệ là một tập hợp hài hòa cùng nhau làm việc. 3. Bao dung lỗi lầm của ai đó gây cho mình đôi khi thật sự khó khăn. Tuy nhiên, tha thứ chính là sự kết nối tình cảm giữa người với người, làm cho cuộc sống trở nên an lạc, giàu tình yêu thương, nhân ái. Tha thứ cũng là cách để tâm hồn chúng ta thanh thản. Học cách tha thứ để giúp cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn. Đức Phật đã dạy rằng tài sản quý giá nhất của đời người chính là lòng khoan dung. Những lời Phật dạy về sự tha thứ vô cùng sâu sắc, giúp chúng ta tự suy ngẫm lại bản thân và có cái nhìn tích cực hơn trong cuộc sống. Khi chúng ta bị ai đó làm tổn thương, bị phản bội, làm hại, thậm chí là nguy hiểm đến cả tính mạng, thì sự tha thứ chưa bao giờ là dễ dàng và có thể nói là việc không thể thực hiện được. Chỉ khi chúng ta tìm hiểu, tìm cách để tha thứ cho người khác, nếu không muốn giữ mãi trong lòng những nỗi uất hận và sợ hãi. Tha thứ là việc bỏ qua lỗi lầm của người khác. Tha thứ không phải là xóa đi những vết thương mà người khác gây ra cho mình, mà là cách để bản thân tự chữa lành những vết thương đó. Đức Phật nói rằng, giữ hận thù trong lòng cũng giống như uống thuốc độc và hy vọng người khác sẽ chết.
Hận thù chỉ mang lại nhiều đau khổ hơn mà thôi. Chúng ta tha thứ cho người khác cũng chính là đang giúp chúng ta có một cuộc sống tốt đẹp, luôn nhìn về phía trước, nhìn về tương lai, hạnh phúc và có được sự bình an lâu dài. Có một câu chuyện rằng, một thiền sinh hỏi: "Thưa sư phụ, con đau khổ vì cha mẹ tàn nhẫn, người yêu ruồng bỏ, anh em phản bội, bạn bè phá hoại. Con phải làm sao để hết oán hận và thù ghét đây?" Vị sư phụ đáp: "Con ngồi xuống tĩnh tâm và tha thứ hết cho họ." Một thời gian sau, người đệ tử trở lại: "Con đã học được tha thứ cho họ, thật nhẹ cả người." Sư phụ đáp: "Chưa xong, con về tĩnh tâm mở hết lòng ra yêu thương họ." Người đệ tử gãi đầu: "Tha thứ cho họ đã quá khó, yêu thương họ thì..." "Thôi được, con sẽ làm." Một tuần sau, người đệ tử trở lại, mặt vui vẻ, khoe với sư phụ là đã làm được việc thương những người trước đây đã đối xử tệ bạc với mình. Sư phụ gật gù: "Tốt, giờ con về tĩnh tâm ghi ơn họ. Nếu không có họ đóng những vai trò đó thì con đâu có cơ hội tiến hóa tâm linh." Người đệ tử trở lại, lần này tin tưởng rằng mình đã học xong bài vở: "Con đã học được và ghi ơn hết những người đã cho con cơ hội học được sự tha thứ." Sư phụ cười: "Vậy con về tĩnh tâm lại đi nhé. Họ đã đóng đúng vai trò của họ, chứ có lỗi làm gì mà tha thứ với không tha thứ. Phật dạy rằng, chỉ có sự tha thứ mới làm cho tâm hồn của ta thanh thản. Vì vậy, tha thứ là một bước vô cùng quan trọng để chúng ta có được sự an lạc trong tâm hồn cũng như trong cuộc sống. Hãy lắng nghe và suy ngẫm những lời Phật dạy về sự tha thứ." Đạo Phật nói rằng, có đau khổ thì mới có được an lạc. Chỉ khi trải qua đau khổ, chúng ta mới quý trọng những ngày tháng tươi đẹp. Chính những hoàn cảnh dẫn đến sự đau khổ thì chúng ta mới có cơ hội tăng trưởng trí tuệ và từ bi. Phật dạy rằng, cố chấp không tha thứ sẽ làm cho bản thân chúng ta đau khổ. Trong cuộc đời con người, ai cũng sẽ có những lúc làm lỗi, sẽ có những lúc vô tình làm tổn thương người khác. Chúng ta không nên oán trách, ghét bỏ hay cô lập họ, mà hãy cảm thông và tha thứ cho những lúc người khác sai lầm, để có thể tự tha thứ cho mình trong khi những sai lầm của mình gây ra. Một người nếu tự đáy lòng không thể tha thứ cho kẻ khác thì lòng họ sẽ không bao giờ thanh thản. Nếu không thể buông bỏ những lỗi lầm mà người khác gây ra cho mình thì cũng không thể buông bỏ được sự hận thù, đau khổ khỏi bản thân. Hận thù kéo theo đau khổ, và càng nhiều đau khổ thì ta lại càng dày dò quá khứ, càng nung nấu hận thù. Tha thứ cho người khác cũng như tha thứ cho bản thân mình là một bước quan trọng trong việc đạt tới sự an lạc và giác ngộ. Tha thứ là cách duy nhất để buông bỏ phiền não, là phúc khí lớn nhất của đời người. Trong đời người, kể từ khi sinh ra, sẽ phải gặp rất nhiều những việc không hài lòng, sẽ gặp phải những người không vừa mắt. Nếu bạn không học được cách tha thứ, sẽ làm cho bản thân rất đau khổ và sống rất mệt mỏi. Học thức